Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 145. Ngô Bình gật đầu, thế thì dễ xử lý rồi. Dứt lời, anh chỉ tay một cái, thi thể của Liễu trưởng lão liền biến mất, ở ngay chỗ đó xuất hiện một con rối giống hệt ông ta, ngay cả khí tức cũng tương tự. Anh bảo, sau này, đây sẽ là Liễu trưởng lão, các cô đều phải nghe lời. Vân Thường sửng sốt, anh muốn làm gì? Ngô Bình nói, vị Liễu trưởng lão này sẽ nhận tôi làm đệ tử. Một thời gian nữa, người này sẽ ra lệnh cho cô cùng tôi trở về vũ trụ Minh Cổ. Vân Thường khẽ thở dài, bây giờ tôi chỉ có thể nghe lời anh. Nhưng vũ trụ Minh Cổ không giống nơi này, một khi đến đó, anh sẽ không thể phát huy thực lực vốn có của mình. Ngô Bình cười bảo, không sao, chẳng phải tôi đã lấy được tiên thai của ông ta rồi ư. Tiên thai này có 9 phần sức mạnh của ông ta, chỉ cần tôi luyện hóa nó thì sẽ có chỗ đứng ở vũ trụ Minh Cổ. Vân Thường nhìn anh với vẻ mặt rất phức tạp, xem ra chúng tôi đã xem thường kẻ mạnh ở vũ trụ Trấn Đán rồi. Lúc này, Ngô Bình bỗng tát vào mặt cô ta, một luồng sức mạnh rót vào khiến cơ thể Vân Thường run lên. Ngồi phịch xuống đất, cô ta run rẩy hỏi, anh vừa làm gì tôi? Ngô Bình nói, cô tạm thời ở lại đây. Tôi đã đặt cấm chế trong người cô. Nếu cô dám hài lòng, sẽ lập tức biến thành cho bụi. Sắc mặt của Vân Thường rất khó coi. Căm phẫn trừng mắt nhìn anh. Ngô Bình bảo, đừng chừng nữa. Tôi còn muốn hỏi cô một chuyện. Cô có biết bảo vật nằm trong tay thần tộc là món nào không? Vân Thường đáp, rất có thể là Thước Quân Thiên. Thước Quân Thiên có công dụng gì, anh hỏi. Làm sao tôi biết được, nói chung nó là một bảo vật của vũ trụ chính. Ngô Bình gật đầu, tốt. Cô ở lại đây, có tin gì thì báo ngay cho tôi. Tôi đã để cấm chế trong cơ thể cô. Có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, anh rời khỏi Đại Lục Vạn Tương và trở về nhà. Về đến nhà, anh vứt tiên thai huyền minh vào xào huyệt tà ma để nó luyện hóa. Luyện hóa cần một thời gian. Vừa đúng lúc này, Lý Dược Sư xuất quan. Tu vi hiện tại của Lý Dược Sư đã đạt trình độ của kẻ mạnh tam kỷ nguyên, đã thuộc về kẻ mạnh. Ngô Bình sẽ đưa Lý Dược Sư đến thần tộc một chuyến. Ít lâu sau, Ngô Bình và Lý Dược Sư đã cùng đặt chân đến Đẩu Hư Thần Vực. Ngô Bình từng đến đây nhưng không ở lại lâu, nên vẫn còn khá lạ lẫm với nơi này. Ngược lại, Lý Dược Sư thường đi khắp nơi, nên cũng khá quen thuộc với nơi đây. Ở thành Thần Kiếm, một trong những thành phố lớn nhất của Đẩu Hư Thần Vực, Ngô Bình và Lý Dược Sư đã xuất hiện. Hầu hết những người sống ở đây là thần nhân, hoặc là người bình thường không có địa vị gì. Người như Ngô Bình và Lý Dược Sư không nhiều. Lý Dược Sư lên tiếng, bố à, nhà của cô ấy ở thành Thần Kiếm, là thế lực lớn nhất thành Thần Kiếm. Ngô Bình hỏi, cô bé ấy tên gì? Trung Sở ạ, Lý Dược Sư đáp. Ngô Bình gật đầu, chúng ta chuẩn bị quà rồi ghé thăm nhà cô bé ấy trước. Lý Dược Sư chớp chớp mắt hỏi, bố, phải tặng quà gì bây giờ? Ngô Bình hỏi, người có tu vi cao nhất trong gia đình đó đang ở cảnh giới nào? Lý Dược Sư chính là bố của Trung Sở, ông ấy tên là Trung Huyền Linh, là một vị thủy tiên. Ngô Bình, là cảnh giới thứ tư của thần tiên, vẫn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất. Thế này đi, bố sẽ luyện một viên đan, sau khi uống vào có thể giúp ông ấy tăng tu vi. Lý Dược Sư cười đáp, thế thì ông ấy cầu còn chẳng được. Ngô Bình hỏi tiếp, nhà họ Trung này có đối thủ đáng gờm hoặc e dè thế lực nào không? Lý Dược Sư, con từng nghe Trung Sở nói nhà họ Trung đắc tội với một vị cổ thần. Vị cổ thần này là một thực thể rất mạnh ở kỷ nguyên trước. Hiện giờ nhà họ Trung đang đau đầu tìm cách giải quyết. Nếu không gỡ được mâu thuẫn này thì có khả năng sẽ bị cổ thần đó hỏi tội. Ngô Bình, cổ thần đó tên là gì, sống ở đâu? Lý Dược Sư, cổ thần đó sống ở trong miếu thần ở Tây Hải, tên là Huyễn Hải Cổ Thần. Ngô Bình, Huyễn Hải, xem ra là mạnh về huyễn thuật, để bố đi gặp thử xem. Ở thần vực còn có một tầng không gian, đó là nơi sinh sống của thần tộc, gọi là thần giới. Trong thần vực có thể có một số chủng tộc khác ngoài thần tộc sinh sống nhưng ở thần giới thì nhất định phải là thần tộc. Những chủng tộc ngoại lai không đủ tư cách sinh sống ở nơi này. Ngô Bình đi tới thần giới, dùng thần niệm để quét thì phát hiện ra một công trình kiến trúc hùng vĩ ở cách đó không xa. Đúng lúc này có hai người của thần tộc đi qua, anh gọi họ lại hỏi, Huyễn Hải Cổ Thần sống ở đâu?
vì trên người Ngô Bình cũng có khí tức mô phỏng thần tộc, hơn nữa cấp bậc rất cao nên hai người kia vội vã hành lễ, cung kính đáp, Huyễn Hải cổ thần ở trong miếu thần của Tây Hải, từ đây đi về hướng Tây Bắc là được. Ngô Bình gật đầu rồi hóa thành một vệt sáng dài bay về phía Tây Bắc. Hai người của thần tộc vô cùng kinh ngạc, trong đó một người thốt lên, là vị cổ thần nào vậy, khí tức mạnh quá. Xem ra là tới tìm Huyễn Hải cổ thần để báo thù. Huyễn Hải cổ thần là cao thủ bát kỷ nguyên, nếu người này dám tìm tới ông ta thì chứng tỏ còn mạnh hơn cả ông ta. Lúc này, trong miếu thần Tây Hải có một vị cổ thần đang cau chặt mày nhìn vào cái thước ngọc trong tay và ngẩn người ra. Cách đây không lâu, bảo vật trấn tộc thước quân thiên của thần tộc đột nhiên rơi vào tay ông ta. Trong lòng ông ta vô cùng mâu thuẫn, thứ này là bảo vật trấn tộc, ông ta vốn không nên chiếm dụng. Nhưng ông ta cũng rất muốn lấy được chút lợi ích gì đó từ nó. Cho nên, từ khi có được thước quân thiên đến nay, ông ta vẫn chưa trao trả nó. Ông ta khẽ thở dài, lẩm bẩm, thước quân thiên, rốt cuộc mày có gì thần kỳ kia chứ? Tại sao lâu như vậy rồi, tao đã dùng đủ mọi cách mà mày vẫn chẳng phát huy tác dụng gì? Đúng lúc này, thước quân thiên đột nhiên bắt đầu phát sáng và rung lên như thể muốn bay lên không trung. Huyễn Hải cổ thần vội vã dùng toàn lực giữ lấy nó. Ông ta kinh ngạc hô lên, chuyện gì vậy? Đúng lúc này, bên ngoài miếu thần vọng tới giọng nói của Ngô Bình, Huyễn Hải cổ thần, ông có nhà không? Nghe giọng người lạ, Huyễn Hải cổ thần trầm giọng hỏi, ai tới đó? Đoàng! Thần miếu chấn động, đạo cấm chế mạnh mẽ bị hóa giải, một người xuất hiện trước mặt ông ta. Người đó chính là Ngô Bình. Huyễn Hải cổ thần kinh ngạc. Muốn thu lại thước quân thiên nhưng món bảo vật giải phóng ra sức mạnh kinh hoàng khiến ông ta bắn ngược ra xa. Ngô Bình lập tức nhìn thấy thước quân thiên. Nó bay vù một cái rồi rơi vào tay Ngô Bình. Anh hơi ngạc nhiên, cảm giác trong món bảo vật này có một luồng sức mạnh rất lớn đến từ vũ trụ chính. Đồng thời, hư linh châu trên người anh cũng khẽ rung lên, xem ra hai thứ này thu hút lẫn nhau. Huyễn Hải cổ thần kinh ngạc, gầm lên, trả cho tôi. Ngô Bình nâng thước quân thiên lên, cảm giác như năng lượng từ nó đang không ngừng chảy vào vũ trụ của anh. Đồng thời năng lượng từ vũ trụ của anh cũng không ngừng đi vào bên trong thước quân thiên. Anh và món bảo vật này như thể rất hợp nhau. Ngô Bình không hơi đâu trả lời ông ta mà chỉ lạnh lùng đáp, Huyễn Hải, nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là thước quân thiên phải không? Huyễn Hải cổ thần mặt biến sắc, lạnh giọng đáp, nếu cậu đã biết thì cậu sẽ phải chết. Đoàng! Ông ta giải phóng toàn bộ khí tức, trong miếu thần đột nhiên dâng lên một màn xương dày đặc bao lấy Ngô Bình. Khi xương khói tan đi, anh lập tức nhìn thấy một thế giới trông rất lạ lùng. Ngô Bình không khỏi cười lạnh, muốn dùng huyễn cảnh với tôi. Mở huyễn cảnh thái hư, đoàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, huyễn cảnh trước mắt anh tàn lụi, thay vào đó là huyễn cảnh thái hư. Huyễn Hải cổ thần vốn định dùng huyễn cảnh để giam giữ Ngô Bình. Ai ngờ mới chớp mắt, ông ta lại bị nhốt trong huyễn cảnh của anh. Huyễn Hải cổ thần lúc này đang đứng trong một sa mạc vô bờ bến, đi mãi cũng không thấy điểm dừng. Chỉ thấy Huyễn Hải đứng đơ ra tại chỗ, tinh thần thì đã bị nhốt trong huyễn cảnh. Trừ khi Ngô Bình cho phép, còn không ông ta sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài. Sau đó Ngô Bình phất tay một cái, trấn áp cả Huyễn Hải và miếu thần vào trong vũ trụ của anh. Thước quân thiên vẫn còn trong tay anh nhưng anh không có thời gian để nghiên cứu nó ngay mà chỉ kịp thu lại rồi quay lại chỗ Lý Dược Sư. Lúc này Lý Dược Sư đang ngồi trong một quán rượu, cậu gọi mấy món ăn, đang ngồi nghe một cô gái hát. Cô gái này rất xinh đẹp, các đường nét trên mặt đẹp tựa tranh vẽ. Thấy Ngô Bình quay lại, Lý Dược Sư cười hỏi, bố giải quyết xong cổ thần đó rồi sao? Ngô Bình gật đầu, giải quyết rồi. Lý Dược Sư, bố nhìn cô gái nhân tộc này xem. Ngô Bình liếc mắt nhìn rồi hỏi, ngoài việc khá xinh đẹp ra thì cô gái này đâu có gì đặc biệt. Lý Dược Sư, bố, thực ra cô ấy có đôi nét giống Trung Sở. Ngô Bình, nhiều người có nét giống nhau lắm. Lý Dược Sư, Trung Sở từng nói với con dung mạo của cô ấy là độc nhất vô nhị. Trường hợp như vậy thần tộc thường gọi là vô nhị tướng, người khác tuyệt đối không thể trông giống cô ấy. Ngô Bình lập tức hiểu ra, ý con là cô gái nhân tộc này đã dùng thuật dịch dung. Lý Dược Sư gật đầu, hơn nữa, không giống ai khác mà lại là Trung Sở nên việc này có chút kỳ quái.
Chúng ta vừa hay đang muốn tới tìm người nhà Trung Sở, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp? Ngô Bình cười đáp, đi hỏi là biết thôi mà. Anh vẫy tay gọi, cô nương, phiền qua đây một lát. Cô gái ôm cây đàn tì bà nhẹ nhàng bước tới, cúi người hành lễ nói, tham kiến tiên sinh. Ngô Bình hỏi thẳng, cô có quen Trung Sở không? Cô gái nghe xong mặt liền biến sắc, cô gái đang định nói gì đó thì đột nhiên ý thức trở nên mơ hồ rồi rơi vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh này khiến cô gái không thể làm chủ bản thân, ai hỏi gì là nói nấy. Cô là ai? Ngô Bình hỏi. Cô gái đáp, tiểu nữ là mật thám của nhà họ Trung, phụng mệnh tới điều tra hai vị. Ngô Bình, sao nhà họ Trung biết chúng tôi đã tới? Cô gái, lần trước gia chủ giao đấu với Lý Công Tử và bị thương. Gia chủ của chúng tôi có một năng lực, chỉ cần người từng đả thương ông ấy xuất hiện ở gần thì sẽ lập tức có dự cảm. Ngô Bình, năng lực đặc biệt thật, nếu từng bị nhiều người đánh thì chắc lúc nào cũng cảm giác có người ở bên. Lý Dược Sư, bố, đừng đùa nữa, người ta đã biết chúng ta đến rồi thì chúng ta tới đó thôi. Ngô Bình cười đáp, cũng phải, đi thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thành Thần Kiếm, Trung Phủ. Khôn Gờ ngoài dự đoán, hai bố con Ngô Bình vừa xuất hiện thì cửa lớn đã mở ra. Một đám cao thủ nhà họ Trung đứng trước mặt họ, trong đó có cả gia chủ nhà họ Trung. Gia chủ là người từng bị Lý Dược Sư đả thương, cũng là bố của Trung Sở. Người đàn ông trung niên đi đầu cao lớn dũng mãnh, chính là gia chủ Trung Huyền Linh. Ông ta trừng mắt nhìn Lý Dược Sư, hung hăng nói, tiểu tử, còn dám vác mặt tới đây. Lần trước đả thương Trung Huyền Linh, Lý Dược Sư cũng cảm thấy rất áy náy. Cậu tiến lên, chắp tay nói, chú Trung. Lần trước là cháu sai, cháu tới xin lỗi, bố cháu cũng tới cùng. Ngô Bình mỉm cười và nói, anh Trung, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của anh từ lâu. Nghe nói cậu tử nhà tôi đã làm anh bị thương, tôi rất áy náy nên đến đây thăm hỏi. Nghe nói Ngô Bình chính là bố của Lý Dược Sư, người đàn ông trung niên sắc mặt càng thêm khó coi, gì vậy, con đánh rồi giờ tới lượt bố hả? Ngô Bình vội vàng nói, anh Trung hiểu lầm rồi. Tôi tới để giúp anh giải quyết phiền phức. Trung Huyền Linh hừ một cái, anh thì có thể giúp tôi giải quyết vấn đề gì? Ngô Bình liếc nhìn Lý Dược Sư lấy ra viên đan dược vừa mới luyện chế. Viên đan dược này có thể giúp Thủy Tiên tiếp tục đột phá. Đan dược do Ngô Bình luyện chế đã có đạo vận, vì vậy khi Trung Huyền Linh vừa nhìn thấy viên đan, theo bản năng, ông ta đã cảm thấy rằng viên đan này có tác dụng rất lớn đối với mình. Ông ta thay đổi sắc mặt, hỏi, đây là đan dược gì? Lý Dược Sư cười nói, đây là Thái Thủy Đan do bố cháu luyện chế. Chú Trung, tu vi của chú đã bị kẹt ở giai đoạn đầu của Thủy Tiên, uống Thái Thủy Đan này vào, về sau nhất định có thể đột phá. Trung Huyền Linh không dám tin vào tai mình, có loại đan dược thần kỳ như vậy trên đời này sao? Ngô Bình cười đáp, anh Trung, nếu anh không tin thì hãy thử đi. Trung Huyền Linh đương nhiên sẽ không dễ dàng uống đan dược của người khác, ông ta nói, có ích hay không, sau này tôi sẽ từ từ nghiên cứu. Nhưng nhà họ Trung chúng tôi không hoan nghênh anh. Ngô Bình gật đầu, nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa. Anh đang định rời đi thì Lý Dược Sư nói, bố, con nghe nói rằng cổ thần của Huyễn Hải đang định ra tay với nhà họ Trung, bố không thể rời đi. Nếu bố không giúp nhà họ Trung thì nhà họ coi như xong. Ngô Bình khẽ thở dài, Đỉnh Nhi, mặc dù bố có biện pháp đối phó với cổ thần Huyễn Hải, nhưng chú Trung của con vẫn còn tức giận. Thôi bỏ đi, đợi mấy năm nữa, bao giờ chú ấy nguôi giận rồi tính tiếp. Nghe nói Ngô Bình có cách đối phó với cổ thần Huyễn Hải, Trung Huyền Linh trong lòng đã lung lay. Ông ta vội kéo Ngô Bình lại, nói, anh biết về cổ thần Huyễn Hải sao? Ngô Bình cười nói, tôi đương nhiên biết, tôi còn từng đi gặp ông ta. Trung Huyền Linh bán tín bán nghi, biện pháp để đối phó với cổ thần Huyễn Hải của anh là gì? Ngô Bình, biện pháp gì không quan trọng, quan trọng là tôi có thể khiến ông ta không còn là mối nguy hại đối với nhà họ Trung. Trung Huyền Linh là một người thức thời, ông ta suy nghĩ vài giây rồi nói, đến nhà thì đều là khách, mời hai vị vào nhà ngồi. Khi họ đến đại sảnh của nhà họ Trung, một cô gái chạy ra. Cô ấy khoảng 18 tuổi, dung mạo xinh đẹp. Đó là Trung Sở. Nhìn thấy Trung Sở, Lý Dược Sư nháy mắt với cô.
Trung Sở lườm cậu một cái rồi bước lên phía trước để chào Ngô Bình, chào chú Lý. Ngô Bình cười nói, chào Trung Sở. Trung Huyền Linh ho nhẹ một tiếng, nói, nhà họ Trung chúng tôi đang nghĩ biện pháp giải quyết chuyện của cổ thần Huyễn Hải. Ngô Bình, cổ thần Huyễn Hải là cường giả bát kỷ nguyên, không biết anh Trung tính đối phó như thế nào. Trung Huyền Linh không thể trả lời, bởi vì ông ta chưa nghĩ ra cách nào. Khi đối mặt với sức mạnh lớn như vậy, bất kỳ chiến lược nào cũng vô ích. Ngô Bình gật đầu, tôi có thể nhận ra anh Trung vẫn không có cách nào thỏa đáng để giải quyết chuyện này. Thế này thì sao, chuyện của Huyễn Hải cổ thần hãy giao cho tôi đảm bảo rằng ông ta sẽ không đến gây rắc rối cho gia đình anh. Thật sao, Trung Huyền Linh mắt sáng lên. Ngô Bình, đương nhiên là thật, xin mời uống thử thái thủy đan này, nhất định có thể giúp tu vi của anh đột phá. Trung Huyền Linh lấy đan dược ra. Đang cân nhắc con nên uống hay không thì Trung Sở đã nhanh tay đút vào miệng bố, cười nói, bố sợ cái gì chứ, dược sư sao có thể hại bố được. Trung Huyền Linh ban nãy vẫn còn do dự nhưng chính con gái đã đút viên đan vào miệng ông ta. Đan dược biến thành một luồng khí đi vào cơ thể. Sau đó Trung Huyền Linh cảm thấy khí tức trong cơ thể mình thay đổi. Ông ta lập tức nói, xin chờ một chút, nói xong vội vàng đi về phía sau nhà. Lý Dược Sư hỏi, bố, cần bao lâu chú ấy mới có thể đột phá? Ngô Bình, tu vi của ông ấy đã tích lũy nhiều năm, nửa tiếng là đủ. Trung Sở chớp đôi mắt xinh đẹp và nói, chú, cháu đã âm thầm tu luyện theo con đường tu tiên nhân đạo. Ngô Bình, thật sao? Rất tốt, như vậy sau này mới có tiền đồ. Ba người họ đang ngồi nói chuyện phiếm thì nửa giờ sau, một luồng khí tức mạnh mẽ từ sân sau truyền tới. Trung Sở vui mừng nói, bố cháu đã đột phá rồi. Quả nhiên, Trung Huyền Linh đã nâng tu vi của mình lên một tầm cao mới. Ông ta quay lại phòng khách, trên môi nở một nụ cười rồi khom lưng cảm ơn Ngô Bình, cảm ơn anh Lý vì món quà quý giá này. Ngô Bình cười nói, chuyện nhỏ, thỉnh thoảng tôi cũng luyện chế một ít đan dược, nếu sau này anh cần loại đan nào thì cứ nói với tôi. Trung Huyền Linh liền sai người chuẩn bị đồ ăn và rượu để tiếp đãi hai bố con Ngô Bình. Trong bữa tối, Ngô Bình hỏi về tình hình của đấu hư thần vực. Hiện tại ở đấu hư thần vực, gia tộc đứng đầu trong bát đại gia tộc là gia tộc Huyền Hà được thần tộc hậu thuẫn và đang chuẩn bị thống nhất khu vực này. Các thế lực còn lại ở thần vực cũng không thể chống lại nổi gia tộc này bởi nó nhận được sự giúp sức của thần tộc. Nói đến gia tộc Huyền Hà, Trung Huyền Linh khẽ thở dài nói. Gia tộc Huyền Hà rất bá đạo, vị trí địa lý cũng rất gần chúng tôi. Năm xưa, gia tộc Huyền Hà từng nuốt mất một số địa bàn của chúng tôi. Bây giờ nếu gia tộc Huyền Hà mở rộng, nhà họ Trung chúng tôi chắc chắn sẽ gặp họa. Ngô Bình, Dược Sư và Trung Sở yêu mến nhau, hai chúng ta với vai trò trưởng bối đã đồng ý cho tụi nhỏ qua lại. Từ giờ trở đi, việc của nhà họ Trung sẽ là việc của tôi, nếu có việc gì cần giúp đỡ thì xin cứ nói. Trung Huyền Linh, nhưng hiện tại việc cấp thiết nhất chính là đối phó với cổ thần Huyễn Hải. Anh Lý, chuyện này anh thật sự có thể giúp chúng tôi giải quyết sao? Có vẻ như Trung Huyền Linh vẫn còn nghi ngờ chuyện này, Ngô Bình mỉm cười và nói tất nhiên rồi. Sau đó anh xòe lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một bóng người, chính là cổ thần Huyễn Hải. Ông ta đang đứng ở đó ngây người, không nhúc nhích. Trung Huyền Linh sửng sốt, đây chính là cổ thần Huyễn Hải mà. Ông ta làm sao vậy? Ngô Bình, ông ta định dùng huyễn cảnh khống chế tôi nhưng bị tôi phản đòn, dùng huyễn cảnh khống chế lại. Trung Huyền Linh cả kinh, nói, Huyễn Hải này là một cao thủ bát kỷ nguyên. Vậy thì, thực lực của anh còn vượt qua cao thủ bát kỷ nguyên. Ngô Bình cười nói, chắc là mạnh hơn một chút. Anh Trung, sau này anh không cần lo lắng nữa. Trung Huyền Linh nhẹ nhàng thở dài, như vậy thì tôi tạm yên tâm rồi. Ngô Bình, sao anh lại nói như vậy? Trung Huyền Linh bất lực, đáp thật ra, gia tộc họ Trung chúng tôi đang đối đầu với rất nhiều nguy hiểm. Cổ thần Huyễn Hải không nhắc nữa, nhưng còn có gia tộc Huyền Hà. Có điều, ít nhất sau này con gái tôi tới nhà họ Lý sẽ có cao thủ như anh bảo vệ, vậy thì chắc chắn nó sẽ không bị ức hiếp. Ngô Bình bình thản đáp, anh Trung, vừa rồi tôi đã nói rồi. Từ nay về sau việc của nhà họ Trung cũng chính là việc của tôi. Trung Huyền Linh, nhưng sức mạnh của gia tộc Huyền Hà rất lớn, thần đình còn ban tặng cho họ Long Đao, một trong tứ đao của thần đình để hỗ trợ gia tộc này. Long Đao này bên trong có 3.000 thần đao.
Những thần đao này đều được chế tạo từ vật liệu của vũ trụ chính, sức chiến đấu kinh người, có thể tạo thành long đao sát trận, uy lực đủ để giết cao thủ vũ trụ mạnh nhất. Ngô Bình cũng không khỏi kinh ngạc, lại có thứ vũ khí được chế tác từ vật liệu của vũ trụ chính sao? Anh hỏi, ngoài long đao ra, gia tộc Huyền Hà còn có bảo vật nào đáng gờm nữa không? Trung Huyền Linh, ngoài long đao ra, nhà Huyền Hà còn có một sát khí lớn tên là sách triệu hồi. Nghe nói có thể dùng nó để triệu hồi năng lượng của ác ma từ vũ trụ chính. Cũng chính vì có thứ này nên nhà bọn họ mới trở thành một trong 8 đại gia tộc. Ngô Bình, triệu hồi năng lượng từ vũ trụ chính sao? Vậy thì thú vị rồi đây. Trung Huyền Linh đương nhiên không biết Ngô Bình cũng đang cất giữ một tà tu đến từ vũ trụ chính. Trung Huyền Linh, cho nên tôi biết không thể đối đầu với họ. Hoặc là đầu hàng, hoặc bị tiêu diệt. Lý Dược Sư nói, có bố cháu ở đây rồi thì xin chú cứ yên tâm, gia tộc Huyền Hà không thể nào lấn lướt được. Trung Huyền Linh vẫn còn có chút do dự, đáp, gia tộc Huyền Hà sau lưng còn có thần tộc, có khả năng sẽ liên lụy đến hai bố con cháu. Ngô Bình, thực không dám giấu, tôi tới đấu hư thần vực này không phải không có mục đích. Nếu anh Trung có gan tham gia kế hoạch, tôi có thể giúp anh thống nhất đấu hư thần vực. Trung Huyền Linh sững sờ, thống nhất đấu hư thần vực. Ngô Bình gật đầu, không sai. Hơn nữa, nếu thành công, không chừng sau này anh còn có thể kiểm soát khu vực lớn hơn của thần vực. Trung Huyền Linh kinh ngạc, không dám tin vào chuyện này. Ngô Bình có thể nhận ra Trung Huyền Linh không hề tự tin. Tuy nhiên, anh cũng chẳng ngạc nhiên. Anh nói, anh Trung không cần lo lắng. Lần này tôi tới còn có một việc muốn làm, đó là mở rộng con đường tu tiên nhân đạo của tôi. Trung Huyền Linh đương nhiên đã từng nghe nói tới con đường tu tiên nhân đạo. Trong vũ trụ trấn đán đã có nhiều tu sĩ tu luyện theo con đường tu tiên nhân đạo, hơn nữa hiệu quả vô cùng tốt, lại không phải chịu ảnh hưởng của tiên tộc. Trung Huyền Linh như thể sực nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên, mở rộng con đường tu tiên nhân đạo. Lẽ nào anh chính là người sáng lập ra nó? Ngô Bình mỉm cười, từ nơi sâu thẳm của vũ trụ. Đại đạo chí tôn của con đường tu tiên nhân đạo khẽ rung động rồi một luồng khí tức đại đạo giáng xuống. Hành động này chính là cách tốt nhất để giải thích cho thân phận của Ngô Bình. Trung Huyền Linh cảm thấy vô cùng vinh hạnh, vội vã hành lễ với anh, thật không ngờ anh chính là vị cao nhân đó. Trung Huyền Linh cười nói, từ khi biết tới con đường tu tiên nhân đạo, tôi đã thử tu luyện. Kết quả tôi phát hiện hiệu quả của nó còn tốt hơn cả phương pháp tu luyện của thần tiên. Ngô Bình, ồ. Vậy về sau anh không tiếp tục tu luyện theo con đường tu tiên nhân đạo sao? Trung Huyền Linh lắc đầu, dù sao tôi cũng đã là một thủy tiên, vì vậy rất khó để quay đầu lại. Tuy nhiên, một số hậu bối trong gia đình tôi đã được tôi hướng cho tu luyện theo phương pháp này. Ngô Bình gật đầu, kỳ thực tôi cũng đã tu luyện đến thủy tiên, cảnh giới thứ tư cũng có rất nhiều vấn đề. Trung Huyền Linh, đúng vậy, thật đáng tiếc khi tôi được sinh ra quá sớm. Nếu tôi còn trẻ thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức tu luyện theo con đường tu tiên nhân đạo. Ngô Bình, đó là lý do tại sao tôi muốn tạo điều kiện cho nhân tộc trong đấu hư thần vực có thể tu luyện con đường tu tiên nhân đạo. Theo tôi được biết, hầu hết các sinh linh trong đấu hư thần vực đều là loài người. Trung Huyền Linh gật đầu, đúng vậy. Có vô số chủng tộc nhân loại đang sống trong thần vực và rất nhiều trong số họ không đủ tư cách để tu luyện. Nếu chúng ta có thể truyền bá con đường tu tiên nhân đạo tới đó thì tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Đây thực sự là một chuyện tốt chưa từng có. Ngô Bình, hiện tại, tôi muốn xây dựng một học viện tiên đạo trong địa bàn của anh trước. Giai đoạn đầu, tôi sẽ đích thân đứng ra quản lý nhà trường, anh nghĩ thế nào? Trung Huyền Linh đáp, đương nhiên là quá tốt, ít nhất dân chúng của tôi có cơ hội đến chỗ anh tu luyện. Ngô Bình, học viện do tôi xây dựng thì đương nhiên tất cả những người trong đấu hư thần vực đều có thể tu luyện. Nói rồi, trong tay anh xuất hiện một quyển sách nhỏ, chính là giáo trình nhập môn để tu luyện con đường tu tiên nhân đạo. Sau đó anh phất tay một cái, quyển sách nhỏ bay lên không trung rồi hóa thành hàng nghìn tỷ tia sáng bay vào trong tay tất cả mọi người trong đấu hư thần vực, từ người già đến trẻ nhỏ, mỗi người đều có một quyển. Hơn nữa, những cuốn sách nhỏ này được truyền pháp lực của anh. Một người lần đầu tiên cầm chúng lên, phương pháp tu luyện bên trong sẽ trực tiếp hiện ra trong đầu. Dù có biết chữ hay không, họ có thể hiểu ngay lập tức và bắt tay vào thực hành. Nhìn thấy phương pháp truyền bá kiến thức của Ngô Bình, Trung Huyền Linh không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm, đây,
thực sự là một thiên tài. Những người bình thường của đấu hư thần vực lần lượt nhận được phương pháp tu luyện. Ban đầu họ rất ngạc nhiên, sau đó thì vui mừng khôn xiết. Ở nơi đây, trong tầng lớp dân chúng thông thường thì 99% đều không có cơ hội tu luyện trong suốt cuộc đời của họ. Bất kể họ có phải là thiên tài hay có căn cơ tốt để tu luyện hay không thì kết quả đều như nhau. Ngoài phương pháp tu luyện, trong sách còn có một thông điệp, chính là nếu có thể tu luyện đến mức đáp ứng được yêu cầu trong sách thì có thể đi tới học viện tiên đạo để học thêm tiên thuật cao cấp hơn. Sau khi phân phát sách hướng dẫn tu luyện, Ngô Bình nói, học viện tiên đạo sẽ được xây dựng ở nơi giao nhau của nhà họ Trung và gia tộc Huyền Hà. Trung Huyền Linh nói, nhưng nếu anh làm vậy, gia tộc Huyền Hà rất có thể sẽ không chịu ngồi yên. Ngô Bình, tôi chính là đang chờ bọn họ hành động. Anh Trung, chuyện này tạm thời không liên quan tới anh. Anh chỉ cần ngồi xem tôi xử lý gia tộc Huyền Hà như thế nào. Thấy Ngô Bình tự tin như vậy, Trung Huyền Linh không nói gì nữa. Sau đó, hai gia đình chính thức xác lập hôn ước. Ở phía bắc địa bàn của nhà họ Trung, Ngô Bình tìm thấy một vùng đồng bằng lưng tựa núi, bên trái có sông, bên trong còn có một cái hồ. Vì vậy, anh quyết định xây dựng học viện tiên đạo tựa vào núi và sát bên sông. Nói là xây dựng, nhưng chỉ trong một ý niệm của anh, vô số cung điện nối tiếp nhau mọc lên. Thần thông của anh có thể biến hư ảo thành hiện thực, chỉ cần trong đầu anh có ý nghĩ là lập tức có thể biến thành hiện thực. Thủ pháp này, trên thực tế, tiên nhân bình thường cũng làm được, nhưng không thể nào đạt đến trình độ trong nháy mắt đã xây dựng lên vô số cung điện, phong cảnh hữu tình như của anh. Trong nháy mắt, học viện tiên đạo đã sừng sững xuất hiện tại đấu hư thần vực. Tuy nhiên, giờ vẫn chưa có ai ra vào nơi này. Vì vậy, Ngô Bình đã tuyển dụng một số người từ thiên tiên giới và kim tiên giới tới để làm giáo viên và quản lý của học viện. Đương nhiên, anh cũng tuyển chọn một số thiên tài từ đại lục hồng hoang tới đây, trở thành những học viên đầu tiên của nơi này. Được Ngô Bình đích thân chỉ điểm, những người này cầu còn không được, lập tức tới học viện tiên đạo để học tập. Tin tức lan truyền khắp thiên tiên giới và kim tiên giới, tạo ra một hiệu ứng chấn động. Vô số nhân tài trong vũ trụ trấn đán đã đến đấu hư thần vực để gia nhập học viện tiên đạo. Chỉ trong mấy ngày, số lượng học viên mới đã vượt qua ngàn người. Người tới phần lớn đều là thiên tài, không ít người thậm chí còn cực kỳ sùng bái Ngô Bình, trong đó có rất nhiều nữ sinh. Đúng như dự đoán của Trung Huyền Linh, hành động của Ngô Bình đã khiến gia tộc Huyền Hà vô cùng bất an và nhanh chóng ra tay. Hôm nay, Ngô Bình đang giảng bài cho học sinh. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, Ngô Bình khẽ cau mày hỏi, ai làm ồn vậy? Một giáo viên của học viện đi tới, nói, viện trưởng, có một đám người tới đây, tự xưng là quan viên thần đình. Họ nói chúng ta không có tư cách mở học viện, muốn bắt chúng ta giải thể nơi này. Ngô Bình, te uốn trục xuất chúng ta, để tôi đi xem. Ngoài sân, hơn 10 người đang giễu võ dương oai. Trong đó có một người đanh giọng quát, cái học viện quái quỷ của các người không được thần đình phê chuẩn, cho nên phải lập tức giải thể. Ngô Bình, mở trường học mà cũng cần có sự cho phép của thần đình. Tại sao tôi chưa từng nghe nói về điều này? Người đàn ông nhìn Ngô Bình, hỏi bằng giọng chế nhạo, cậu là ai? Ngô Bình lạnh lùng đáp, tôi là viện trưởng nơi này, Ngô Bình. Người kia hừ một tiếng, đáp cậu là viện trưởng. Cho nên giờ tôi ra lệnh cho cậu nhanh chóng giải tán học viện, nếu không cậu tự gánh lấy hậu quả. Ngô Bình bình tĩnh hỏi, ồ, hậu quả mà ông nói là gì vậy? Người kia nói giọng âm hiểm, vi phạm pháp luật thần đình thì phải trả giá bằng tính mạng. Ngô Bình bước đến gần người này và nhìn chằm chằm vào mắt ông ta. Trong mắt anh có hai hư ảnh của vũ trụ đang quay vòng, chứa đựng vạn vật trong trời đất. Người kia chỉ liếc nhìn một cái. Ý thức lập tức bị hút vào vũ trụ của Ngô Bình. Một giây tiếp theo, ánh mắt ông ta đờ đẫn, hoàn toàn bị Ngô Bình khống chế. Ai phái ông tới đây? Ngô Bình hỏi. Người đàn ông đáp, người của gia tộc Huyền Hà. Vậy là không phải lệnh của thần đình. Trong tay gia tộc Huyền Hà có ý chỉ để chống của thần đình, có thể tùy ý điền vào đó. Cho nên mệnh lệnh của thần đình là sự thật. Ngô Bình, gia tộc Huyền Hà này quả là thông minh. Trước tiên lại dùng thần đình trấn áp tôi. Trở về nói với gia tộc Huyền Hà, tôi xưa nay không thích bị uy hiếp, bọn họ dám uy hiếp tôi thì chính là ta kẻ thù của tôi. Ngày mai tôi sẽ đến nhà họ, quay về báo cho họ chuẩn bị đi. Vâng, ông ta xoay người lại như người máy,
mang theo tùy tùng rời khỏi học viện tiên đạo, trở về báo cáo với gia tộc Huyền Hà. Sau khi đám người kia rời đi, Lệ Hồng đi tới. Cô được Ngô Bình gọi đến để giúp anh quản lý học viện tiên đạo, dù sao cô cũng có nhiều kinh nghiệm quản lý hơn và hiện đang giữ chức phó chủ tịch. Huyền Bình, anh thực sự muốn đối đầu với gia tộc Huyền Hà sao? Ngô Bình, Lệ Hồng, thần tộc vốn đã muốn đối phó với đế quốc thiên võ, nếu như tôi không giải quyết mối nguy ngầm này thì làm sao có thể yên tâm đi ra ngoài? Lệ Hồng gật đầu, đúng vậy, thần tộc mạnh nhất trong thiên hạ, nếu như bọn họ muốn đối phó với đế quốc thiên võ thì chúng ta khó mà yên ổn. Nhưng thần tộc cũng không dễ đối phó chút nào. Ngô Bình, nếu ngay cả thần tộc cũng đối phó không nổi, vậy tôi cũng không cần đi ra ngoài nữa. Lệ Hồng ngạc nhiên hỏi, Huyền Bình, anh định sẽ đi đâu? Đi tới một vũ trụ phụ mạnh hơn, sau đó dùng nó làm bàn đạp, cuối cùng tiến vào vũ trụ chính. Lệ Hồng hỏi, vũ trụ mà anh định tới mạnh cỡ nào? Ngô Bình, vũ trụ phụ mà chúng ta đang sống tương tự với thế giới linh đài do thiên tiên mở ra, nhưng hầu hết đều chỉ là hư ảo nên có sự khác biệt rất lớn. Ví dụ, vũ trụ chấn đán mà chúng ta đang ở là một thế giới tinh thần do tu sĩ cảnh giới thần thông mở ra. Trên cảnh giới này còn có cảnh giới đạo, khoảng cách giữa hai cảnh giới này lớn tới nỗi không thể so sánh được. Lệ Hồng, vậy anh định đi tới vũ trụ cảnh giới đạo? Ngô Bình gật đầu, với thực lực hiện tại, hẳn là tôi có thể chống đỡ để tiến vào vũ trụ cảnh giới đạo cấp 3. Lệ Hồng ước ao, không biết khi nào tôi mới có thể đến đó. Ngô Bình cười nói, khi tôi có được một nền tảng vững chắc ở đó, tôi sẽ đưa cô đến đó với tôi. Lệ Hồng mỉm cười đáp, nói tới vũ trụ cảnh giới đạo, tôi có một thứ ở đây có thể hữu ích với anh. Nói rồi cô lấy trong người ra một miếng ngọc bội, khí tức của nó vô cùng mờ mịt đến mức Ngô Bình cũng không nhìn thấu được. Anh liếc nhìn vài cái rồi hỏi, miếng ngọc bội này thật kỳ lạ. Lệ Hồng, tôi là cô nhi được hiệu trưởng của học viện Vạn Đạo nhận nuôi. Ông ấy nói rằng khi ông ấy nhặt tôi về thì trên người tôi đã có miếng ngọc bội này. Ngô Bình, cho nên ngọc bội này có liên quan đến thân thế của cô. Lệ Hồng, khi còn nhỏ, tôi thường mơ thấy mình ở trong vũ trụ cảnh giới đạo và sống cùng gia đình ở đó. Ngô Bình sửng sốt, giấc mơ về vũ trụ đạo cảnh sao? Lệ Hồng gật đầu, sau này tôi mới phát hiện, giấc mộng của tôi và miếng ngọc bội này có liên quan đến nhau. Mỗi khi mang nó trên người thì tôi sẽ nằm mơ, khi nó không ở bên người, tôi sẽ không nằm mơ. Ngô Bình cảm thấy rất băn khoăn, ngọc bội này lại có thể làm cho người ta mơ tới vũ trụ đạo cảnh là tại vì sao? Anh thử dùng thần niệm thâm nhập vào ngọc bội, cảm thấy bên trong giống như vực sâu vô tận, vừa tiến vào liền mất đi lý trí. Anh vội vàng thu hồi thần niệm, không dám thử nữa. Quả nhiên có vấn đề, mắt anh sáng lên, trực giác nói cho anh biết miếng ngọc bội này không đơn giản. Lệ Hồng, đừng thử nữa, tôi đã nghiên cứu nó nhiều năm nhưng tôi vẫn chưa khám phá ra bí mật của nó. Ngô Bình, tôi sẽ từ từ suy nghĩ, ngọc bội tạm thời để ở chỗ tôi nhé. Lệ Hồng cười nói, tặng cho anh đấy. Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên, đây là vật duy nhất liên quan đến thân thế của cô, vậy mà cô muốn tặng cho tôi sao? Lệ Hồng cười nói, đúng vậy. Ngô Bình khẽ gật đầu nói, cảm ơn. Sau khi trở lại nơi mình tu luyện, anh bắt đầu nghiên cứu về thước quân thiên. Thứ này khác với những thứ bình thường trong vũ trụ chính, nó là một loại pháp bảo. Phải biết rằng, chỉ một con dao găm bình thường trong vũ trụ chính có thể giết một cao thủ vũ trụ, sức mạnh của pháp bảo đến từ vũ trụ chính thì càng khỏi phải nói. Thước quân thiên nằm trong tay anh, sức mạnh bên trong nó vẫn như trước, không ngừng rót vào vũ trụ của anh. Dường như giữa anh và món pháp bảo này đã hình thành một loại khế ước nào đó, cho phép anh dần dần có được quyền kiểm soát đối với thước quân thiên. Ngô Bình ngồi ngay ngắn, cẩn thận cảm nhận những thay đổi trong thước quân thiên và vũ trụ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời sắp mọc, thước quân thiên cuối cùng đã ngừng nạp năng lượng, thay vào đó bắt đầu hấp thụ năng lượng từ vũ trụ của Ngô Bình. Khi năng lượng của Ngô Bình đi vào thước quân thiên, anh cảm thấy rằng nó đã trở thành một phần sức mạnh của anh. Chỉ là phần lớn sức mạnh của nó đang ở trạng thái không hoạt động và không bộc lộ ra ngoài. Đột nhiên, thước quân thiên hóa thành một tia sáng tiến vào vũ trụ của anh, lơ lửng trong vũ trụ bao la vô biên rồi hóa thành một vật khổng lồ rộng tới hàng trăm triệu dặm, phát ra ánh sáng vô lượng.
Ánh sáng này chiếu sáng mọi ngóc ngách trong vũ trụ của Ngô Bình, khiến vũ trụ của anh ngày càng trở nên vững chắc và mạnh mẽ hơn, đồng thời tự động ngưng tụ một trận pháp thần bí trong khu vực trung tâm của vũ trụ. Trận pháp này và trận pháp bên trong thức quân thiên tương hỗ lẫn nhau. Ngay khi nó xuất hiện, một vòng tuần hoàn năng lượng được hình thành giữa thức quân thiên và vũ trụ của Ngô Bình. Sức mạnh trong vũ trụ của anh đi vào thức quân thiên và năng lượng trong thức quân thiên cũng đi vào vũ trụ của anh, tương hỗ lẫn nhau và phát triển không ngừng. Khi hình thành đại trận này, khí tức xung quanh Ngô Bình lại thay đổi, anh đã đột phá tầng cuối cùng của cảnh giới vũ trụ và bước vào một cảnh giới cao hơn, nhưng anh không biết cảnh giới này là gì và nó nên được gọi là gì. Sau khi đại trận vũ trụ hình thành, mặt dây chuyền ngọc bội mà Lệ Hồng đưa cho anh đột nhiên phát sáng, vô số phù văn từ trong đó bay ra, bay lên không trung rồi ngưng tụ thành một trận phù văn thần bí. Phù trận không ngừng xoay chuyển, không ngừng hoàn thiện, cuối cùng biến thành một đại trận kỳ diệu do 36 tầng cấm chế cấu thành. Nhìn thấy đại trận này, Ngô Bình không khỏi mở to hai mắt, cảm giác những tri thức mình đã học được trong suốt cuộc đời đều bị đảo lộn. Giống như một con kiến sống trong giếng cuối cùng cũng trèo ra khỏi miệng giếng, sau đó nhìn thấy một thế giới cực kỳ rộng lớn và sống động. Anh vô thức mở con mắt thấu thị và mọi thay đổi huyền diệu của trận pháp đều được anh ghi lại. Một canh giờ sau, anh rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được phù trận. Lúc này, đại trận lập tức hóa thành một dòng lưu quang bay vào trong vũ trụ của anh, sau đó lại tập hợp lại thành một phù trận. Phù trận này như thể rất kiêu ngạo, một khi tiến vào vũ trụ của Ngô Bình, nó muốn thống trị nơi này và trấn áp mọi thứ. Tuy nhiên, đại trận vũ trụ của Ngô Bình cũng không phải dạng vừa. Trận hình khẽ rung chuyển, một lực hút được tạo ra, lực hút này ngay lập tức hút lấy phù trận vừa mới hình thành. Phù trận chống cự một cách quyết liệt, nhưng đáng tiếc là nó không cùng đẳng cấp với trận pháp vũ trụ của Ngô Bình. Một thứ đến từ vũ trụ đạo cảnh, một đến từ vũ trụ chính, vì vậy phù trận đã nhanh chóng bị nuốt chửng bởi đại trận vũ trụ không lâu sau đó. Sau khi nuốt chửng phù trận, đại trận vũ trụ phát sinh một số thay đổi, nhưng sự thay đổi này vẫn đang được manh nha nên tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến Ngô Bình trong thời gian này. Nhưng bất luận thế nào, sau đêm nay, Ngô Bình như được trùng sinh, tu vi đạt tới mức chính anh cũng không biết trình độ. Nhìn thời gian cũng đã muộn, anh nói chuyện với Lệ Hồng rồi đến chỗ gia tộc Huyền Hà. Gia tộc Huyền Hà là một trong 8 đại gia tộc ở thần vực đấu hư, hơn nữa còn là gia tộc mạnh nhất. Hiện tại còn được thần tộc toàn lực ủng hộ khiến sức mạnh tăng vọt, điên cuồng mở rộng lãnh thổ. Không có gì ngạc nhiên khi nhà họ Trung sẽ là thế lực lớn đầu tiên bị nó nuốt chửng. Kể từ khi gia tộc Huyền Hà nhận được tin tức ngày hôm qua, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến bằng tất cả sức mạnh của mình. Đối phó với kẻ mạnh có thể tạo ra con đường tu tiên nhân đạo đương nhiên không hề dễ dàng nên không được phép chủ quan. Nơi gia tộc Huyền Hà sinh sống được gọi là Dương Châu. Gần như 1/3 toàn bộ khu vực Dương Châu là tài sản riêng của gia tộc này, người ngoài không được phép vào. Vì vậy, ngay khi Ngô Bình vào Dương Châu, lập tức có 2 tu sĩ bay đến trước mặt anh. 2 tu sĩ này đều có tu vi đại đạo tôn, một tu sĩ trung niên và một tu sĩ đã lớn tuổi. Một luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện sau lưng tu sĩ trung niên và hàng trăm ngàn tiên ma ngồi trong luồng sáng đó, tất cả đều đang niệm chú. Sau lưng nhà sư già lại có bóng tối vô tận và những sinh vật đáng sợ lúc ẩn lúc hiện bên trong. 2 cảnh tượng này đều được ngưng tụ bởi đại đạo của họ. Đại đạo tôn ít nhất phải viết ra 5 loại trật tự đại đạo. Ngô Bình cũng vậy, nhưng điểm khác biệt giữa anh và 2 người này là những gì anh viết đều là đại đạo chí tôn. Bùm! Sau lưng anh xuất hiện một vũ trụ khổng lồ. Trong vũ trụ này, 7 loại đại đạo chí tôn tỏa ra hàng tỷ hào quang. Hào quang đi đến đâu, vũ trụ của 2 người kia lần lượt sụp đổ. Ngô Bình hoàn toàn không cần phải ra tay, 2 tu sĩ đau đớn khuỵu xuống, lửa từ mỗi lỗ chân lông phun ra, trật tự đại đạo của bọn họ đã hỗn loạn, chẳng mấy chốc sẽ đạo diệt thân vong. Ngô Bình vẻ mặt từ bi nói, 2 người tu luyện không dễ dàng, giờ có muốn quay đầu làm môn hạ của tôi. Tham kiến sư tôn, 2 người này đã sớm bị khí thế của Ngô Bình uy hiếp. Giống như con bọ nhỏ nhìn thấy tâm cơ của thần long liền lập tức tin phục, sao có thể không quy thuận. Thấy 2 người cúi đầu quy thuận, Ngô Bình khẽ gật đầu, đưa tay vuốt lên đỉnh đầu của bọn họ. 2 luồng lực đạo nhẹ nhàng rót vào, đại đạo của bọn họ lập tức khôi phục như cũ, thậm chí còn có tiến bộ đáng kể.
Hai người vui mừng khôn xiết, lần nữa quỳ xuống, đa tạ sư tôn tha mạng. Ngô Bình đáp, những thứ hai người tu luyện có quá nhiều thiếu sót. Trong tương lai, nếu tu luyện theo con đường tu tiên nhân đạo, thành tựu của hai người sẽ vượt xa những gì đang có hiện tại. Hai tu sĩ vui mừng khôn xiết, vâng, sư tôn. Ngô Bình, từ nay trở đi, pháp hiệu của ông sẽ là Đạo Trần, pháp hiệu của ông sẽ là Đạo Minh. Người trẻ tuổi hơn rất vui khi được đặt pháp hiệu là Đạo Minh, vội nói cảm ơn sư tôn đã ban cho pháp hiệu. Tu sĩ già hơn hiệu là Đạo Trần cũng cảm tạ anh, sư tôn, gia tộc Huyền Hà phía trước đã sắp xếp đủ loại thủ đoạn, chúng đệ tử chẳng qua chỉ là con tốt để thăm dò thực lực của sư tôn mà thôi. Ngô Bình cười nói, không sao, cho dù bọn họ có bày ra hàng tỷ chiêu trò, ở trước mặt tôi cũng chỉ như trò trẻ con. Hai người dẫn đường đi. Vâng. Đạo Trần và Đạo Minh dẫn Ngô Bình đến một cung điện lơ lửng trên không trung. Ở cửa chính điện, một người đàn ông áo đen đang ngồi khoanh chân, thân thể ẩn hiện trong bóng tối vô tận, hai mắt đỏ ngầu khát máu. Đạo Minh nói, sư tôn, người này chính là đại ma thần Thập Âm Nguyên. Ngô Bình, ô, gia tộc Huyền Hà lại mời tới một đại ma thần sao? Thú vị đấy. Đạo Trần, sư tôn, để đệ tử đi đối phó hắn. Ngô Bình cười nói, vậy cũng được, tôi sẽ cho ông tiên lực, giúp ông diệt yêu. Nói xong, anh rót sức mạnh của đại đạo chí tôn thứ 49 hỏa thần đại đạo vào cơ thể Đạo Trần. Khi sức mạnh này vừa tiến vào, Đạo Trần cảm giác được ở nơi sâu thẳm trong vũ trụ, một sức mạnh cường đại không gì sánh được đang không ngừng trợ giúp cho ông ta. Ngay lập tức, ông ta tự tin hơn gấp trăm lần, dõng dạc sải bước về ma thần. Thập Âm Uyên này là cao thủ trong số các ma thần, cũng là cao thủ cấp vũ trụ. Nhìn thấy Đạo Trần đến gần, ma thần lạnh lùng nói, đừng đến đây để tìm chỗ chết. Đạo Trần bình thản nói, Thập Âm Uyên, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng sư tôn ta, nếu không hối hận cũng đã muộn. Thập Âm Uyên cười to, một tu sĩ không biết trời cao đất dày, dám nói chuyện với đại ma thần như vậy. Đi chết đi. Ma thần đưa tay chỉ về phía trước, trong hư không xuất hiện một bóng đen đột nhiên lao về phía Đạo Trần. Đạo Trần không chút sợ hãi xòe bàn tay ra, một ngọn lửa từ hư không xuất hiện thiêu đốt bóng đen. Bóng đen hét lên một tiếng, lập tức bị tiêu diệt, nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục lan về phía trước, lan tới trước mặt Thập Âm Uyên. Thập Âm Uyên sửng sốt giống lên, đại đạo tối cao. Bùm! Đại ma thần bị ngọn lửa bao trùm, bóng tối vô tận sau lưng cũng đột nhiên bùng cháy. Bên trong, một sinh vật đáng sợ đang gào thét và liều mạng giãy giụa, nhưng rất nhanh đã bị thiêu chết. Ngay khi sinh vật này chết đi, Thập Âm Uyên cũng thét lên, toàn thân bị lửa thiêu đốt, cuối cùng hóa thành tro bay. Sau khi Thập Âm Uyên chết, Đạo Trần khẽ thở dài nói, tại sao phải khổ như vậy? Trước mặt sư tôn của ta, ngươi chẳng khác gì một con kiến. Sau khi Thập Âm Uyên chết, cung điện phía sau cũng dần trở thành hư vô rồi cuối cùng biến mất. Cung điện vốn là do sức mạnh của đại ma thần hóa thành nên khi Thập Âm Uyên chết, cung điện đương nhiên sẽ trở về hư vô. Đạo Trần, sư tôn, ở phía sau bọn họ còn bố trí một món sát khí của thần đình tên là Sấm Sét Nộ. Sấm Sét Nộ này tạo ra một kết giới, muốn đi tới chỗ gia tộc Huyền Hà thì nhất định phải phá hủy thần khí này. Ngô Bình đáp, được, Đạo Minh, ông đi phá thần khí đi. Đừng sợ, tôi cũng sẽ cho ông tiên lực. Nói xong anh vươn tay, đem sức mạnh của võ đạo chí tôn rót vào trong cơ thể Đạo Minh. Có được sức mạnh này, Đạo Minh vui mừng khôn xiết, nói tuân lệnh. Đạo Minh bay về phía trước một đoạn và nhìn thấy một bức màn ánh sáng do Sấm Sét Nộ tạo ra. Ông ta nhìn xuyên qua màn sáng, rồi đột nhiên xuất một quyền. Ầm một tiếng, màn sáng đột nhiên co rút lại, sau đó bật lại trong nháy mắt bao phủ lấy Đạo Minh. Bức màn ánh sáng thu nhỏ lại và Đạo Minh bị mắc kẹt trong đó, tiếng sấm sét không ngừng vang lên. Đạo Trần không khỏi có chút lo lắng, nói, sư tôn, Đạo Minh sẽ không sao chứ. Ngô Bình bình thản đáp, món thần khí này cũng tầm thường thôi, ông cứ quan sát đi. Quả nhiên, trong vòng nửa khắc đồng hồ, sấm sét đột nhiên biến mất. Đạo Minh trở lại với một chiếc chùy vuông chứa đầy tia chớp và đưa nó bằng cả hai tay cho Ngô Bình, sư tôn, đây là thần khí Sấm Sét Nộ. Ngô Bình nhìn thoáng qua, nói, vật này đã được ông luyện hóa, ông hãy giữ lại dùng. Đạo Minh, tạ ơn sư tôn. Đạo Trần, sư tôn,
phía sau là sát trận do Long Đao tạo thành. Ngô Bình, tôi nghe nói Long Đao rất mạnh và được làm bằng vật liệu từ vũ trụ chính, tôi rất mong đợi được thấy nó. Hai người cùng tôi đi xem. Ba thầy trò tiếp tục bay về phía trước, không lâu sau, họ nhìn thấy trước mặt có 3.000 thân ảnh khổng lồ dài 1.000 mét, chính là 3.000 thanh thần đao. 3.000 thanh thần đao này là những vũ khí mạnh mẽ do thần tộc chế tạo, sức mạnh kinh người. Nhìn thấy 3.000 thanh thần đao, mắt Ngô Bình sáng lên. Theo nhận định của anh, vật liệu dùng để chế tạo những thanh thần đao này là vật liệu hiếm ngay cả trong vũ trụ chính. Đạo Trần, Sư Tôn, đây là thần đao phái sinh từ Long Đao, những thần đao này chỉ có ý thức đơn giản, nhưng sức chiến đấu lại kinh khủng. Cho dù là cao thủ vũ trụ cũng không địch lại được chúng. Ngô Bình cười đáp, để tôi đi thử xem. Anh rảo bước, nhanh chóng đi tới chỗ thần đao. 3.000 thần đao lập tức phản ứng, sức mạnh của chúng hợp lại thành một khối. Sau đó, hàng nghìn đạo đao quang nhắm hướng anh mà lao tới. Thần kỳ ở chỗ những đao quang này cũng hợp lại thành một đạo duy nhất có sức sát thương khủng khiếp. Đao quang chém tới, Ngô Bình chỉ khẽ nghiêng người để né, đao quang liền bay vào hư không rồi biến mất tăm mất tích. Lần đầu tấn công không thành, thần đao tiếp tục tấn công lần hai. Chỉ tiếc là Ngô Bình không cho nó cơ hội. Anh phất tay áo một cái, một lực hút sinh ra, hút lấy 3.000 thần đao vào trong vũ trụ của anh. 3.000 thần đao vừa tiến vào vũ trụ liền lập tức bị đại trận của vũ trụ trấn áp, không thể động đậy. Đại trận vũ trụ giải phóng những tia năng lượng, ngay lập tức xóa bỏ cấm chế thần tộc tạo ra trên thần đao, biến chúng trở thành vật vô chủ. Năng lượng bắt đầu biến đổi những thanh đao thần này, gây ra những thay đổi mạnh mẽ bên trong chúng. Sau đó, Ngô Bình mới nhận ra rằng những thanh đao thần này rất có thể không phải do thần tộc mà là do con người trong vũ trụ chính tạo ra. Tuy nhiên, môi trường của vũ trụ phụ đã giới hạn sức mạnh của chúng. Tuy vậy, uy lực của thần đao vẫn vô cùng mạnh mẽ và trở thành một trong tứ đao của thần đình. Bây giờ, đại trận của vũ trụ đã kích hoạt hầu hết sức mạnh của những thanh đao thần, tăng hiệu quả chiến đấu của chúng lên ít nhất 10 lần. Sau đó, thần niệm của Ngô Bình đi vào 3.000 thanh đao thần, biến chúng thành vũ khí của anh. Đạo Trần và Đạo Minh đều ngưỡng mộ khi thấy Ngô Bình bỏ túi 3.000 thanh đao thần chỉ sau một cái phất tay. Đạo Minh cười nói, sư đệ, hiện tại gia tộc Huyền Hà có lẽ là tức đến hộc máu rồi. Đạo Trần, tiếp theo, gia chủ của gia tộc Huyền Hà chắc sẽ đích thân ra tay, dù sao tổn thất nặng nề như vậy, ông ta hẳn sẽ dùng đến lá bài cuối cùng. Ngô Bình, đó là sách triệu hồi sao? Đạo Trần, vâng, thưa sư tôn. Cuốn sách triệu hồi này rất thần bí, nghe nói rằng mỗi lần sử dụng nó sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Gia tộc Huyền Hà rất giàu có và mạnh mẽ, nhưng trước giờ chỉ dám sử dụng nó hai lần. Ngô Bình, triệu hồi ác ma đến từ vũ trụ chính, việc này thật sự rất thú vị. Đi thôi, đi xem một chút. Ba người lại bay về phía trước một đoạn, sau đó họ bị một người đàn ông trung niên chặn đường, tay phải ông ta cầm một quyển sách. Trong sách hiện ra hư ảnh của 3.000 thế giới trông vô cùng huyền diệu. Ngô Bình dừng lại ở phía xa, lớn tiếng hỏi, các hạ chính là gia chủ của gia tộc Huyền Hà. Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị, đối với thực lực của Ngô Bình ông ta đã có hiểu biết nhất định. Ông ta cũng biết anh là kẻ thù của gia tộc Huyền Hà, cho nên không dám khinh suất. Các hạ hiện tại rời đi vẫn chưa muộn, nếu không ta gia tộc Huyền Hà sẽ cùng các hạ quyết một phen sống mái. Ngô Bình đáp, muốn chơi một mất một còn với tôi. Ông không nhầm đấy chứ? Gia tộc của ông không phải là người đầu tiên gây sự với tôi sao? Người đàn ông trung niên trịnh trọng nói, tôi đếm đến ba, nếu cậu không rời đi thì đến lúc đó có muốn rời đi cũng đã muộn. Ngô Bình liếc nhìn quyển sách trong tay ông ta, cười nói, đây là sách triệu hồi đúng không? Tôi rất muốn xem, ông cứ triển khai đi. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu và nói, nếu cậu đã liều lĩnh như vậy thì đừng trách tôi. Mở ra. Bùm. Cuốn sách trong tay ông ta đột nhiên mở ra, một luồng sáng chói lóa từ trang đầu tiên của cuốn sách bùng lên, trong ánh sáng rực rỡ xuất hiện một con quái vật hình người. Con quái vật đầu báo, hàm răng sắc bén. Nó gầm lên, và bất ngờ lao về phía Ngô Bình. Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười to nói, hiện tại, cậu có hối hận cũng đã muộn. Ngô Bình còn không chớp mắt, 10 thanh thần đao đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
10 thanh thần đao này đã bị anh luyện hóa và hầu hết sức mạnh thực sự của chúng đã được đánh thức. Một ánh đao lóe lên, con quái vật đầu báo bị cắt móng vuốt và tai, nó thét lên và liên tục rút lui, không dám tấn công nữa. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, lẩm bẩm nói, không thể nào. Đây là một sinh vật mạnh mẽ đến từ vũ trụ chính, vậy mà nó lại bị cậu đánh bại. Hơn nữa, đây không phải là thanh đao thần của tôi sao? Tại sao nó lại trở nên mạnh như vậy? Ngô Bình mất kiên nhẫn, nói, sách tới đây. Một lực rung lắc sinh ra khiến tay của người đàn ông trung niên tê dại, cuốn sách triệu hồi bay vào tay Ngô Bình. Anh đóng cuốn sách lại và con quái vật đầu báo biến mất ngay lập tức. Người đàn ông trung niên tái mặt vì kinh ngạc và hét lên, trả lại cuốn sách triệu hồi cho tôi. Ngô Bình cất cuốn sách đi và bình tĩnh nói, bây giờ gia tộc Huyền Hà của ông có hai con đường để chọn. Con đường thứ nhất là biến thành cát bụi, con đường thứ hai là quy thuận và đi theo tôi, từ nay phải tuyệt đối trung thành với tôi. Người đàn ông trung niên giận dữ, sao cậu dám nói như vậy, sau lưng gia tộc Huyền Hà chúng tôi là toàn bộ thần tộc. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, thần tộc bản thân đã chia năm xẻ bảy rồi, còn có thời gian chiếu cố các người sao? Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, cậu đánh không lại thần tộc. Trong vũ trụ này, không ai có thể đánh bại thần tộc. Ngô Bình lắc đầu, nếu ông đã mê muội đến ám ảnh với thần tộc như vậy thì tôi sẽ biến ông thành con rối của tôi. Vừa dứt lời, anh thi triển thái hư đại đạo, người đàn ông trung niên trợn tròn mắt, rơi vào huyễn cảnh vô tận. Sau này ông ta nhất định sẽ nghe lời Ngô Bình, trung thành với anh. Ông tên gì? Ngô Bình hỏi. Người đàn ông trung niên, nô tài Huyền Hà Tín. Ngô Bình, Huyền Hà Tín, từ giờ trở đi, gia tộc Huyền Hà sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với thần tộc. Vâng, chủ nhân. Sau đó, Huyền Hà Tín mời Ngô Bình và nhóm của anh đến dinh thự rồi ra lệnh theo ý muốn của Ngô Bình. Điều đầu tiên trong số đó là thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Học viện Tiên Đạo và phát triển con đường tu tiên nhân đạo. Ngô Bình trả lại 3.000 thanh thần đao cho Huyền Hà Tín, với những thanh thần đao này, ông ta sẽ có sức mạnh để chiến đấu chống lại các vị thần. Trong vài ngày tới, Ngô Bình yêu cầu Huyền Hà Tín hợp nhất sức mạnh của gia tộc mình với gia tộc họ Chung và bắt đầu mở rộng ra khu vực xung quanh. Với sức mạnh của Ngô Bình, những thế lực xung quanh chỉ là tép diêu. Vỏn vẹn trong vài ngày, các thế lực khác lần lượt đầu hàng và quy thuận. Cách làm của Ngô Bình rất đơn giản, anh trực tiếp phái Đạo Minh và Đạo Trần cùng với 3.000 thanh đao thần tấn công hang ổ của đối thủ. Một tháng sau, Huyền Hà Tín đã thống trị đấu hư thần vực. Đồng thời, trải qua một tháng phát triển, Học viện Tiên Đạo cũng từ một chi nhánh tăng lên đến 1.000 chi nhánh. Bất luận là ai, chỉ cần tư chất đạt tiêu chuẩn là có thể vào học viện học tập. Không chỉ có học viện mà còn có nhiều trung tâm bồi dưỡng bên ngoài học viện được mở ra để hỗ trợ những người có tư chất chưa tốt. Suy cho cùng, có người năng khiếu kém, nhưng vận khí không kém, hoặc là có lòng kiên trì rất lớn, những người như vậy cuối cùng vẫn có thể đạt được thành tích không tồi. Trong một tháng này, thần tộc đương nhiên không chịu ngồi yên. Dù sao thần vực là cái nôi nhân tài, cũng là chỗ dựa của thần tộc nên bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn khu vực này bị kẻ khác khống chế. Tuy nhiên, một số cuộc tấn công do thần tộc phát động đều bị Huyền Hà Tín ngăn chặn thành công. Nhiều tướng lĩnh của thần tộc đã rơi đầu, thậm chí hổ đao là một trong tứ đao của thần tộc cũng bị phá hủy. Vì lý do này, thần tộc tổn thất nặng nề và không dám gửi quân tấn công nữa. Ngô Bình thậm chí còn không tham gia vào những cuộc chiến này, anh dành phần lớn thời gian để luyện tập và lĩnh hội đại trận vũ trụ. Anh đã viết ra 50 đại đạo chí tôn. Nhưng điều khiến anh nghi hoặc là đạo chí tôn thứ 50 là tiên đạo nguyên thủy vẫn chưa thăng cấp thành đại đạo vô thượng. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy uy lực của tiên đạo nguyên thủy vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của đại đạo vô thượng, cho nên liền kẹt tại chỗ đó. Mặc dù nó cao minh hơn đại đạo chí tôn nhưng cũng chẳng đạt tới tiêu chuẩn của đại đạo vô thượng. Nếu như tiên đạo nguyên thủy không được, vậy thì thay quách đi cho xong. Ngô Bình vung tay lên, một đạo sát quang chém tới một đại đạo phía trước. Đại đạo này chính là do Lãnh Hoang viết, hiện tại xếp thứ 44 trong số các đại đạo chí tôn. Bùm! Cùng lúc đó, Lãnh Hoang đang tu luyện thì đột nhiên hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức hỗn loạn, lập tức mất đi 9 phần tu vi. Anh ta tức giận gầm lên, Lý Huyền Bình, đồ rắn độc, tao chưa xong với mày đâu.
Tiếc rằng Ngô Bình không thể nghe thấy lời nguyền rủa ấy, có nghe thấy cũng sẽ mặc kệ. Sau khi chém đứt đại đạo của Lãnh Hoang, tiên đạo nguyên thủy của Ngô Bình đã giáng cấp xuống đại đạo chí tôn thứ 49. Vậy nên sắp tới, anh sẽ ngưng tụ đại đạo thứ 50 thêm lần nữa, đại đạo vô thượng. Tháng này anh cũng rảnh rỗi, ngày nào cũng nghiên cứu đại trận vũ trụ, từ đó ngộ ra một đại đạo mới. Đại đạo này có liên quan đến trật tự của vũ trụ chính và trật tự trong vũ trụ đạo cảnh, nên nó là trật tự đại đạo có thể dùng chung ở cả vũ trụ chính và vũ trụ phụ, cũng chính là trật tự cao nhất được sản sinh trong lời đồn. Lĩnh ngộ trật tự cao nhất tất nhiên không hề đơn giản. Một tháng qua, Ngô Bình cũng chỉ bước đầu có ý tưởng, vẫn còn một chặng đường rất dài để đạt được sự lĩnh ngộ thật sự. Hôm nay, Ngô Bình đang lĩnh ngộ trật tự cao nhất thì Huyền Hà Tín bỗng đến báo cáo, mang theo một tin tức rất quan trọng. Phía thần tộc, một gia tộc cổ thần có quyền lực đột nhiên làm phản, dẫn theo một nhóm người để khai chiến với gia tộc cao nhất thần tộc hiện nay. Hai bên ngang tài ngang sức, không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Cứ như vậy, thần tộc sẽ không thể can thiệp vào đầu hư thần vực và đại lục hồng hoang, hai bên sẽ tương đối an toàn trong một khoảng thời gian. Nhận được tin, Ngô Bình lập tức gọi Linh Hy đến, bảo cô ấy thành lập tiên quốc ở đầu hư thần vực và đảm đương vị trí quốc chủ. Đồng thời, 3.000 thần nhẫn và sức mạnh do nhà Huyền Hà nắm giữ đều được anh đặt dưới danh nghĩa Linh Hy. Còn học viện tiên đạo sẽ do Lệ Hồng phụ trách. Đúng như kết quả bói toán trước đây của Ngô Bình, hơn một tháng này, Lệ Hồng đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Đồng thời, Lệ Hồng cũng trở thành viện trưởng cao nhất của học viện tiên đạo, quản lý tất cả học viện và học viên, có quyền lực rất lớn, không dưới Linh Hy. Chờ đầu hư thần vực ổn định lại, Ngô Bình trở về đại lục Hồng Hoang, ở bên người nhà một thời gian. Một tháng sau, Ngô Bình lại xa nhà. Trước khi đi, anh đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Nếu trong vòng 10 năm mà anh không quay về thì Lý Dược Sư sẽ kế ngôi hoàng đế. Trong một tháng qua, Ngô Bình đã giúp đám Hỏa Hoàng Nhi, Lý Nguyên Tượng nâng cao thực lực đến một trình độ rất khủng khiếp, sau đó dặn họ hỗ trợ Lý Dược Sư. Hôm nay, anh tạm biệt người nhà, lại đi đến Đại Lục Vạn Tương tìm Vân Thường. Lúc này, Vân Thường đang ngồi ngẩn ngơ trong viện. Quãng thời gian qua, cô ta vẫn luôn chờ Ngô Bình quay lại. Thấy Ngô Bình đột nhiên xuất hiện, Vân Thường ngồi bật dậy, vừa nhìn anh vừa hỏi, anh luyện hóa tiên thai rồi sao? Ngô Bình đáp nhẹ tênh, luyện hóa tiên thai không khó. Trước đó anh đã ném tiên thai vào xào huyệt tà ma. Sau một khoảng thời gian, tiên thai đã được xào huyệt hấp thụ, anh có thể sử dụng nguồn sức mạnh này bất cứ lúc nào. Họ đang nói chuyện thì một luồng năng lượng bay ra từ xào huyệt tà ma và tiến vào cơ thể Ngô Bình. Năng lượng của tiên thai này đến từ vũ trụ đạo cảnh, rõ ràng cao cấp hơn vũ trụ trấn đán. Theo lý, tu sĩ của vũ trụ trấn đán sẽ không thể chịu nổi nguồn năng lượng mạnh đến vậy. Nhưng Ngô Bình thì khác, anh đã hấp thụ rất nhiều sức mạnh của vũ trụ chính, chút sức mạnh còn con từ vũ trụ đạo cảnh này thật ra chẳng đáng là gì đối với anh. Luồng sức mạnh này có phần tán loạn, còn không thể xây dựng hệ thống sức mạnh. Nhưng có nó rồi, Ngô Bình sẽ có thể tiến vào vũ trụ minh cổ mà Vân Thường đang ở, sau đó nhanh chóng thích nghi với môi trường ở đấy. Vân Thường nhìn thấy khí tức trên người Ngô Bình đang thay đổi rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, anh đã giải phóng ra sức mạnh đặc trưng của tu sĩ vũ trụ minh cổ. Cô ta kinh ngạc hỏi, luyện hóa nhanh đến thế ư? Ngô Bình nhìn cô ta một cái rồi bảo, đi thôi, đưa tôi đến vũ trụ minh cổ. Vân Thường đáp, trước đó tôi từng nói rồi, chúng tôi chỉ là những nhân vật nhỏ bé ở Huyền Minh giáo. Khi đến đó, anh sẽ phải đối mặt với kẻ mạnh thật sự. Ngô Bình nói, đây là chuyện của tôi, cô chỉ cần đưa tôi đến đó là được. Vân Thường bảo, tôi cần biết thân phận và tên của anh. Ngô Bình trả lời, cô chỉ cần nói tôi tên là Ngô Bình, là cô nhi ở vũ trụ minh cổ. Cách đây không lâu Liễu trưởng lão phát hiện ra tư chất của tôi rất tốt nên nhận tôi làm đệ tử. Vân Thường nói, ở Huyền Minh giáo, Liễu trưởng lão cũng chỉ là một trưởng lão bình thường. Làm đệ tử của ông ấy, anh sẽ không nhận được nhiều lợi ích. Ngô Bình đáp, không sao, tôi chỉ cần một thân phận có chỗ đứng ở vũ trụ minh cổ. Vân Thường không nhiều lời nữa, lập tức đưa Ngô Bình đến trước cổng vận chuyển. Cô ta lấy một linh thạch của vũ trụ minh cổ ném vào trận vận chuyển, sau đó cùng Ngô Bình bước vào. Một luồng sáng lóe lên, cơ thể Ngô Bình bay lơ lửng,
vô số tia sáng xung quanh anh méo mó biến dạng, đan xen vào nhau thành một không gian kỳ ảo. Không gian biến hóa khó lường, ý thức của Ngô Bình đã có phần tách khỏi cơ thể. Cảm thấy đã trôi qua rất lâu, cơ thể anh chìm xuống, luồng sức mạnh khủng khiếp bao phủ anh. Ngô Bình hừ giọng, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bên tai anh vang lên giọng của Vân Thường, chúng ta đến vũ trụ minh cổ rồi. Nói đoạn, cô ta kéo Ngô Bình ra khỏi trận vận chuyển. Ở bên ngoài có hai đệ tử của Huyền Minh giáo phụ trách canh giữ trận vận chuyển. Khi họ nhìn thấy Vân Thường, một trong hai bèn cười hỏi, Vân sư tỷ, sao lại quay về rồi? Vân Thường nói, Liễu trưởng lão bảo chị đưa đệ tử của ông ấy về đây. Hai người họ nhìn về phía Ngô Bình, đều cảm thấy anh rất lạ mặt. Vân Thường vội giải thích, đây là đệ tử mà Liễu trưởng lão mới nhận, tên là Ngô Bình. Tuy Liễu trưởng lão chỉ là trưởng lão bình thường, nhưng Ngô Bình nói sao đi nữa cũng là đệ tử thân truyền, địa vị cao hơn Vân Thường, dĩ nhiên cũng cao hơn hẳn hai tu sĩ trông coi trận vận chuyển này. Hai người họ lập tức khách sáo nói, ra là Ngô sư huynh. Hân hạnh, hân hạnh. Ngô Bình khẽ gật đầu, không nói gì. Hai người bước ra khỏi cổng. Bên ngoài cực kỳ rộng lớn, có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ qua lại. Anh hỏi, nơi này chính là Huyền Minh giáo. Vân Thường đáp, nơi này là ngoại vi của Huyền Minh giáo, đa số là đệ tử tạp dịch và đệ tử ghi danh, vậy nên ở đây thân phận của anh rất cao, không cần để ý người khác. Đệ tử thân truyền xưa nay rất kiêu ngạo. Ngô Bình nói, ừ, tìm nơi nào đó nghỉ ngơi một lát trước đã, tôi cần làm quen một chút. Vân Thường lộ vẻ hả hê, tôi còn tưởng anh không có cảm giác chứ. Ở ngay phía trước có một lương đình, Ngô Bình ngồi xuống, lúc hít thở, linh khí xung quanh đã tụ hội về cơ thể anh. Anh nhẹ nhàng bảo, tôi cần công pháp của nơi này. Nơi đây là vũ trụ đạo cảnh, khác hẳn vũ trụ trấn đán. Mọi công pháp mà anh tu luyện trước đó đều vô nghĩa, đại đạo chí tôn của anh cũng không thể phát huy tác dụng ở đây. Tất nhiên. Điều này không có nghĩa là thực lực của anh yếu kém. Chỉ cần muốn, anh vẫn có thể dễ dàng giết chết Vân Thường, dù sao thì đại trận vũ trụ trong cơ thể anh cũng rất ghê gớm. Nhưng bất luận ra sao, anh cũng cần công pháp của vũ trụ minh cổ, xây dựng hệ thống sức mạnh mới trong cơ thể. Vân Thường nói, tuy anh dùng thân phận đệ tử của Liễu trưởng lão, nhưng vẫn chưa chính thức đăng ký ở Huyền Minh giáo. Lát nữa tôi sẽ dẫn anh đến điện người mới để đăng ký. Đến lúc ấy, anh sẽ nhận được công pháp sơ cấp mà đệ tử chân truyền có thể tu luyện. Ngô Bình hỏi, vì sao chỉ đưa công pháp sơ cấp? Vân Thường đáp, ở vũ trụ minh cổ, công pháp vô cùng quan trọng. Ngay cả đệ tử chân truyền cũng phải tu luyện theo tuần tự. Anh phải hoàn thành tu luyện công pháp sơ cấp và vượt qua kiểm tra, sau đó mới được tu luyện công pháp cao cấp hơn. Ngô Bình gật đầu, vũ trụ minh cổ do kẻ mạnh tầng 3 đạo cảnh mở ra. Sinh linh ở đây quả nhiên đều rất mạnh, thực lực của một người bình thường cũng mạnh hơn đại la thiên tiên của vũ trụ trấn đán. Hai người trò chuyện được vài câu, Vân Thường hỏi, anh nghỉ ngơi xong chưa? Ngô Bình đứng dậy, đi thôi, đến đại điện người mới. Hai người đi men theo một con đường, phía trước xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen, ngẩng cao đầu mà bước đi, trông rất kiêu ngạo. Nhìn thấy người này từ xa, Vân Thường đã có phần hoảng hốt. Nhỏ giọng nói, người đối diện tên Trương Siêu, cũng là đệ tử chân truyền, có điều không có trưởng lão thân truyền. Trong số các đệ tử chân truyền, hắn xếp hạng không thấp, hơn 300, thực lực rất mạnh. Ngô Bình thấy lạ, bèn hỏi, hình như cô rất sợ hắn. Vân Thường khẽ cắn môi, trước đây hắn từng thừa cơ làm nhục tôi, may mà bị đạo lữ của hắn phát hiện, tôi mới chạy thoát. Ngô Bình cau mày, nhẹ nhàng bảo, không cần sợ. Tôi là đệ tử thân truyền, hắn không dám động vào cô đâu. Vân Thường nói, nhưng tôi nghe nói, một vị trưởng lão có cấp bậc khá cao định nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Ngô Bình hỏi, người này có tu vi thế nào? Vân Thường đáp, luyện khí tầng 6. Ngô Bình hỏi tiếp, cảnh giới tu luyện của vũ trụ minh cổ và vũ trụ chính có giống nhau không? Có khác biệt, ở vũ trụ minh cổ, cảnh giới tu vi chia thành 3 tầng cảnh giới trúc cơ. 10 tầng cảnh giới tôi thể, 10 tầng cảnh giới luyện khí, 10 tầng cảnh giới thần thông, và 3 tầng đạo cảnh. Ngô Bình nói, thế thì cũng không khác nhiều so với vũ trụ chính. Nhưng bản thân vũ trụ minh cổ do tu sĩ tầng 3 đạo cảnh tạo ra.
Tu vi ở đây e rằng không thể đột phá đến tầng 4 đạo cảnh. Vân Thường bảo, có thể đột phá, chỉ là phải đến vũ trụ đạo cảnh của cấp bậc cao hơn. Ngô Bình giật mình, các vũ trụ đạo cảnh có thể thông nhau sao? Vân Thường đáp, dĩ nhiên. Phía trên vũ trụ Minh Cổ còn có một vũ trụ đạo cảnh tầng 4. Cảnh giới tu hành ở đó giống với vũ trụ Minh Cổ, chỉ có thêm tầng 4 của đạo cảnh thôi. Ngô Bình nói, hóa ra các vũ trụ đạo cảnh kết nối với nhau. Điều này khá giống đại thế giới linh đài ở chỗ chúng tôi. Vân Thường bảo, đúng là nối với nhau, có điều tu sĩ bình thường không thể xuyên qua kết giới. Họ đang nói chuyện thì tên Trương Siêu đã xuất hiện ở cách đó 10 bước. Hắn bật cười, đôi mắt không ngừng lướt trên người Vân Thường, Vân Sư muội, em đi đâu thế? Vân Thường trả lời, Trương Sư Huynh, tôi đưa Ngô Sư Huynh đi đăng ký. Ngô Sư Huynh, Trương Siêu quan sát Ngô Bình, Ngô Sư Huynh ở đâu ra vậy? Vân Thường đáp, đệ tử mà Liễu trưởng lão mới nhận. Vừa biết đối phương là đệ tử thân truyền, Trương Siêu khẽ cau mày, ra là đệ tử của Liễu trưởng lão. Vậy sau này mọi người đều là đệ tử thân truyền rồi. Tháng sau, tôi cũng bái trưởng lão Tôn Huyền Chân làm thầy đấy. Ngô Bình hỏi Vân Thường, đệ tử chân truyền gặp đệ tử thân truyền, có cần hành lễ không? Vân Thường nói ngay có, nếu không hành lễ, sẽ bị đánh 100 gậy và tịch thu tài nguyên tu hành 3 tháng. Thế là Ngô Bình nhìn sang Trương Siêu, sắc mặt của hắn rất khó coi. Hắn cười khẩy, được, anh giỏi lắm. Nói xong, hắn hơi cúi người nhưng đầu vẫn ngẩng lên, nhìn chòng chọc vào Ngô Bình. Ngô Bình đáp, không còn việc gì khác thì cút đi, tôi không muốn thấy anh. Trương Siêu đứng dậy. Lãnh đạm nói, chắc vị sư huynh này chưa nắm rõ quy tắc, ngày 7 hàng tháng, tất cả đệ tử đều có thể khiêu chiến đệ tử có cấp bậc cao hơn mình. Đến lúc ấy, tôi nhất định sẽ thỉnh giáo sư huynh. Ngô Bình bảo, nếu anh thích chết thì có thể khiêu chiến tôi. Trương Siêu hừ giọng, đi lướt qua vai anh. Vân Thường cau mày, anh thật sự sẽ phải tiếp nhận khiêu chiến của Trương Siêu đấy. Anh mới đến đây, còn chưa tu luyện công pháp của vũ trụ Minh Cổ. Ngô Bình nói, tùy vũ trụ Minh Cổ và vũ trụ Trấn Đán khác nhau, nhưng trăm sông cũng đổ về một biển thôi. Vân Thường biết anh sẽ không đổi ý, chỉ khẽ thở dài, hy vọng anh có thể luôn tự tin như vậy. Ngô Bình cũng không nhiều lời, cùng Vân Thường đi đến đại điện người mới. Trong đại điện có mười mấy người đang xếp hàng, nhưng đa số họ là đệ tử tạp dịch và đệ tử ghi danh, địa vị kém xa Ngô Bình. Với tư cách là đệ tử thân truyền, Ngô Bình trực tiếp vào xếp hàng đầu tiên, hoàn thành việc đăng ký đệ tử mới. Sau đó Vân Thường đưa anh đến điểm nhận vật tư, lấy công pháp tu luyện, một số tài nguyên tu hành và rất nhiều nhu yếu phẩm. Đệ tử thân truyền và đệ tử chân truyền đều có viện riêng, còn được chọn 3 đến 5 đệ tử tạp dịch đến chạy việc vặt cho mình. Viện của đệ tử thân truyền bình thường đều cách sư phụ không quá xa, vì vậy thường tốt và rộng hơn nơi ở của đệ tử chân truyền. Viện của Ngô Bình nằm ở sườn núi, môi trường ở đây khá tốt. Đi đến viện, Ngô Bình đẩy cửa phòng ra, thấy ở đây được dọn dẹp rất sạch sẽ. Sau đó, có đệ tử tạp dịch đưa mọi thứ mà Ngô Bình cần đến đây. Sau khi đặt đồ vào, nhóm người này vẫn chưa đi, Ngô Bình cần chọn một số tạp dịch làm tùy tùng. Anh nhìn sơ một lượt rồi giữ lại hai cậu trai, bảo những người còn lại rời đi. Những tạp dịch không được chọn đều thất vọng vô cùng. Thu nhập của tạp dịch khá thấp, còn rất khó học được kiến thức tu hành cao thâm. Nhưng nếu họ có thể đi theo một đệ tử chân truyền, thì có thể gián tiếp có được công pháp và tài nguyên tu luyện từ chỗ đệ tử chân truyền, từ đó nhận được đãi ngộ tương tự đệ tử bình thường, thậm chí còn tốt hơn đệ tử bình thường. Những người may mắn được theo chân những đệ tử chân truyền có tốc độ thăng tiến nhanh, giá trị của bọn họ cũng sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là cá chép hóa rồng, trở thành đệ tử chân truyền. Hai đệ tử tạp dịch được giữ lại tên là Diệp Phúc và Trương Toàn, đều là những người rất siêng năng. Bây giờ họ đang rất phấn khích, ngoan ngoãn theo chân Ngô Bình để chấp hành mọi mệnh lệnh của anh. Nhưng Ngô Bình lại phất tay bảo họ tạm thời rời đi, đoạn bảo Vân Thường, cô có thể đi làm chuyện của cô rồi. Vân Thường cúi đầu, tôi vẫn nên ở lại đây, dù sao tôi cũng hiểu rõ về nơi này. Ngô Bình gật đầu, cũng được, ở đây nhiều phòng. Cô cứ tự nhiên chọn một phòng mà ở. Dặn dò vài câu rồi anh về phòng luyện công, lấy quyển 1 của công pháp đệ tử chân truyền ra tu luyện.
Nội dung của quyển 1 này là công pháp 3 tầng trúc cơ và công pháp 10 tầng tôi thể. Ngô Bình lật ra xem, 3 điểm cốt lõi của công pháp trúc cơ gồm bồi nguyên cố bổn, tăng trưởng tinh thần, tăng cường ý chí. Anh chỉ cần thử một chút đã có thể dễ dàng đột phá yêu cầu cao nhất của trúc cơ, thậm chí còn vượt xa. Trong đó, tầng đầu tiên của cảnh giới trúc cơ liên quan đến nhiều bí thuật như tắm thuốc, thực liệu, vân vân. Có điều Ngô Bình cảm thấy những thứ này đều rất thiển cận và kém hiệu quả. Cơ thể của anh trực tiếp hấp thụ năng lượng của vũ trụ chính, sau đó còn hấp thụ năng lượng của tiên thai, lại có đại trận vũ trụ làm chỗ dựa. Vì vậy anh chỉ cần vận công một chút là có thể vượt qua mục tiêu cao nhất của một tầng trúc cơ, vượt xa yêu cầu của quyển sổ tay tu luyện. Tầng 2 của cảnh giới trúc cơ yêu cầu tăng trưởng sức mạnh tinh thần. Ngô Bình cũng đột phá rất nhanh. Tầng 3, tăng cường ý chí, còn dễ hơn. Những thứ mà Ngô Bình đã trải qua đã sớm tôi luyện ý chí của anh mạnh mẽ, cứng cáp hơn gang thép gấp vạn lần. Chỉ hơn một canh giờ ngắn ngủi, Ngô Bình đã hoàn thành 3 tầng của trúc cơ, vượt qua yêu cầu cao nhất, sau đó bắt đầu tu luyện 10 tầng tôi thể. Mức độ của 10 tầng tôi thể phụ thuộc vào nền móng mà anh xây dựng được từ giai đoạn trúc cơ. Trong 10 tầng tôi thể, 5 tầng đầu tiên là luyện da, luyện gân, luyện máu, luyện xương, luyện tủy. Ngô Bình chọn da đỏ trước, cách luyện tập cũng rất cồng kềnh, gì mà đánh vật cứng, đánh cát sắt, bôi thuốc, vân vân. Nhìn thấy những cách này, Ngô Bình khịt mũi khinh bỉ, nhanh chóng tự sáng tạo ra một bộ phương pháp tôi thể. Luyện da là luyện lớp da bên ngoài để có sức phòng ngự mạnh mẽ. Đây là tầng đầu tiên của cảnh giới tôi thể. Ngô Bình là một chuyên gia tu luyện, với kinh nghiệm phong phú, anh lập tức có cách tu luyện của riêng mình. Theo quyển công pháp, luyện da có 3 tầng cảnh giới là đao thương bất nhập, hàn thử bất xâm, độc hỏa nan thương. Ngô Bình đã tiến hành cải tiến thêm một bước sâu sắc hơn trên cơ sở của đao thương bất nhập, hàn thử bất xâm, độc hỏa nan thương. Phát triển thêm tầng thứ 4 hấp thụ tấn công, tầng thứ 5 đàn hồi sát thương, tầng thứ 6 phủ văn tự sinh. Ngô Bình đã đạt được 3 tầng đầu tiên rất nhanh. Tầng thứ 4, hấp thụ tấn công, tương đối khó, cần phải xây dựng trận pháp rất nhỏ trong lớp da. Khi đòn tấn công rơi xuống da, sẽ tiếp xúc với những trận pháp này, hấp thụ năng lượng tấn công của đối thủ. Anh điều động năng lượng trong đại trận vũ trụ, xây dựng trận pháp phòng ngự dưới da. Đây là một thao tác rất tinh vi, người tu hành lần đầu hoàn toàn không thể làm được. Sau khi trời tối, trong da của Ngô Bình đã ẩn chứa 36.000 trận pháp. Những trận pháp li ti này liên kết với nhau, hình thành một đại trận phòng ngự tổng thể. Sau đó anh chỉ cần thay đổi trận pháp một chút là có thể làm được đàn hồi sát thương của tầng 5. Chỉ cần lực tấn công của đối phương không vượt ngưỡng, da của Ngô Bình có thể đàn hồi 35% sát thương lại cho đối phương. Tầng 6 của luyện da là phù văn tự sinh, nghĩa là làn da sẽ không ngừng tiến hóa trong môi trường khắc nghiệt, lấy những trận pháp nhỏ bé kia làm nền tảng, tự động sản sinh phù văn, từ đó sinh ra thật nhiều cách phòng ngự. Sau 6 tầng luyện da, Ngô Bình tiếp tục tu luyện tầng 2 tôi thể luyện gân. Luyện gân là rèn luyện cơ bắp và tăng cường uy lực của các đòn tấn công vật lý. Thể chất của Ngô Bình vốn đã rất mạnh. Anh chỉ mất 1 giờ để luyện thành toàn bộ 3 tầng luyện gân theo yêu cầu trong quyển công pháp, tự sáng tạo tu hành tầng 4 và tầng 5 của luyện gân. Cơ bắp là nguồn sức mạnh vận động toàn thân. Trong quyển công pháp, tầng đầu tiên của luyện gân là gân bò, nghĩa là cơ bắp mạnh như trâu bò. Tầng thứ 2 là gân hổ, tính dẻo tăng lên, sức mạnh cũng lớn hơn. Tầng thứ 3 là gân rồng. Đúng vậy, vũ trụ minh cổ cũng có sinh vật rồng. Có điều rồng của vũ trụ minh cổ mạnh hơn rồng ở vũ trụ trấn đán rất nhiều, mà gân rồng cũng không thể xem thường. Nhiều người luyện gân, mãi đến khi tu vi đã rất cao rồi, mà vẫn không thể đạt đến trình độ gân rồng. Trên gân rồng, Ngô Bình lại sáng tạo thêm tầng 4 gân linh, và tầng 5 gân thần. Gân linh mạnh hơn gân rồng rất nhiều, là một loại nâng cấp về chất. Gân thần còn mạnh hơn, nó đan xen giữa năng lượng và vật chất, có thể tạo ra nhiều biến đổi kỳ diệu. Từ đó thích ứng với những môi trường khác nhau. Ngô Bình luyện ra gân thần thì trời đã hửng sáng. Sáng sớm Vân Thường đã đến gõ cửa, sư huynh, đến giờ ăn sáng rồi. Ngô Bình ừ một tiếng rồi mở cửa ra. Vân Thường đích thân bưng chậu rửa mặt vào, vắt khăn đưa cho Ngô Bình. Cảm thấy hơi lạ, Ngô Bình bèn cười bảo, những chuyện này, cứ để tùy tùng làm là được rồi.
Vân Thường đáp nhẹ, không sao, dù gì tôi cũng rảnh rỗi. Ngô Bình hỏi, cô không cần tu luyện sao? Vân Thường nói, tu vi của tôi đã đến mức cổ trai, có tu luyện nữa cũng vô ích, cần đan dược đột phá. Ngô Bình hỏi tiếp, đan dược gì vậy? Nguyên linh đan, giá của loại đan dược này rất đắt, bây giờ tôi đang ở tầng 4 luyện khí, muốn đột phá tầng 5 cần tiêu tốn ít nhất 30 viên nguyên linh đan, nhưng tôi chỉ mới tích lũy được 20 viên thôi. Ngô Bình tò mò, chỉ là đột phá thôi mà, lẽ ra không cần dùng đến đan dược chứ nhỉ? Vân Thường nhìn anh một cái rồi bảo, vũ trụ minh cổ rất thực tế, có mỗi tư chất cũng vô dụng. Người có tài nguyên, dù ngu ngốc cũng có thể thành cao thủ. Ngô Bình hỏi, ý cô là vũ trụ minh cổ không hề xem trọng người có tư chất. Vân Thường đáp, trừ phi là thiên kiêu cực kỳ nghịch thiên, bằng không sẽ chẳng đấu lại người có bối cảnh ra thế đâu. Ngô Bình nói, thế thì môi trường của vũ trụ trấn đán vẫn ổn chán, thiên tài tu hành thường sẽ sống khá tốt. Vân Thường bảo, với tư cách là đệ tử chân truyền, cấp bậc hiện tại của tôi chỉ có thể lấy được 2 viên nguyên linh đan mỗi năm. Một trong 2 viên còn phải biếu cho người phía trên. Ngô Bình hỏi, vì sao phải biếu lên trên? Vân Thường nhìn anh, nếu tôi không biếu tặng thì năm sau sẽ không lấy được bất cứ tài nguyên nào. Năm ngoái có một vị sư tỷ không tin, kết quả là năm nay chẳng có được gì. Cuối cùng cô ấy đành phải khuất phục, ngủ với một vị trưởng lão phía trên trong 3 ngày mới lấy lại được nguồn cung ứng tài nguyên. Ngô Bình cau mày, huyền minh giáo của các cô thật thối nát. Vân Thường đáp nhẹ, thối nát gì chứ? Cả thiên hạ này chẳng phải đều như vậy sao? Ngô Bình cầm khăn lau mặt, đoạn hỏi, đệ tử của huyền minh giáo bình thường chỉ có tu luyện thôi à? Vân Thường nói, có thể làm một số nhiệm vụ để đổi lấy tiền huyền minh của huyền minh giáo. Ngô Bình hỏi, tiền huyền minh có tác dụng gì? Vân Thường đáp, đây là loại tiền tệ do huyền minh giáo phát hành, có thể dùng để đổi tài nguyên tu hành và cấp bậc thân phận trong huyền minh giáo. Ngô Bình hỏi, cấp bậc thân phận cũng có thể đổi sao? Vân Thường trả lời, đúng thế. Ví dụ bây giờ tôi là đệ tử chân truyền, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền huyền minh thì sẽ được một vị trưởng lão ra mặt, nhận làm đệ tử thân truyền. Ngô Bình nói, ăn trước đã. Sau đó cô đưa tôi đến địa điểm phát nhiệm vụ. Vân Thường xứng người, anh mới đến đây mà đã muốn làm nhiệm vụ rồi ư? Ngô Bình đáp, mới đến thôi mà, sợ gì chứ? Cô không thể dùng tiêu chuẩn của đệ tử bình thường để phán xét tôi. Vân Thường khẽ lắc đầu, không nhiều lời nữa. Bữa sáng khá phong phú, có 8 món và một canh. Những món mà anh đã ăn, tùy tùng mới có thể ăn phần còn lại, nhưng họ không cảm thấy có gì không tốt cả. Vân Thường cũng được yêu cầu ngồi xuống ăn cùng. Bữa sáng mới ăn được một nửa thì có một tùy tùng chạy vào, thưa cậu, bên ngoài có một người tự xưng là đệ tử thứ 3 của Liễu trưởng lão ghé thăm. Nghe vậy, Vân Thường hơi biến sắc, trước đây Liễu trưởng lão từng nhận 7 đệ tử. Người thứ 3 này tên là Trùng Tiêu, luyện khí tầng 7, giỏi quyền pháp, thực lực khá mạnh. Ngô Bình gác đũa, mời vào đi. Một lát sau, một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc áo đen sải bước tiến vào. Người này bước vào trong, nhìn sang Vân Thường trước, sau đó cười nói, nghe nói tôi có thêm một vị sư đệ, không biết là vị nào. Đối phương biết rõ còn hỏi, suy cho cùng thì chỉ có Ngô Bình ngồi ở đây. Ngô Bình mỉm cười đứng dậy, chính là em, anh là Tam sư huynh nhỉ. Trùng Tiêu cười ha ha, bát sư đệ, sư phụ đã không định nhận đệ tử nữa, bây giờ lại đột nhiên nhận cậu, chắc chắn là cậu có điểm hơn người. Ngô Bình đáp, Tam sư huynh quá khen rồi, do em may mắn, sư phụ mới nhận em. Trùng Tiêu bảo, sư đệ khiêm tốn quá, à phải, sư phụ ở bên ngoài. Có truyền dạy tuyệt học cho cậu không? Nghe câu này, Vân Thường lập tức cảm thấy căng thẳng. Liễu trưởng lão quả thật có một tuyệt học, trước mắt chỉ truyền cho người đệ tử thứ 5 mà ông ta tin tưởng và xem trọng nhất. Cô ta đang định âm thầm truyền âm thì Ngô Bình đã cười nói, sư huynh cũng thấy rồi đấy, tu vi của em thấp như vậy, dù sư phụ muốn truyền tuyệt học cho em thì em cũng không học được. Trùng Tiêu cười ha hả, đúng vậy, sư đệ mới nhập môn, tu vi còn thấp. Đối với cậu, tuyệt học đó vẫn còn khá sớm. Dứt lời, đối phương bằng tối sầm mặt, sư đệ à, sao gần đây anh không liên lạc được với sư phụ nữa? Chẳng là sư phụ đang bế quan? Ngô Bình mặt thản nhiên như không,
cười nói, sư huynh cũng biết sư phụ đang tu luyện tiên thai cho nên rất bận rộn. Em ở bên kia, nửa tháng cũng không gặp được sư phụ một lần. Trùng Tiêu cười ha ha, sư phụ quá bận rộn không có thời gian hồi đáp anh cũng là bình thường. Anh chỉ là lo lắng cho sư phụ thôi. Mà này, sư đệ cậu sống ở đây đã quen chưa? Chỗ anh rất rộng rãi, cậu có thể dọn đến đó ở cùng anh. Ngô Bình khoát khoát tay nói, cảm ơn sư huynh quan tâm, em ở nơi này rất tốt. Từ nhỏ em đã sống cảnh côi cút, giờ được ở nơi như thế này là đã rất mãn nguyện rồi. Trùng Tiêu, vậy thì tốt, nhưng sư đệ đừng khách sáo với anh, sau này nếu cần gì cứ phái người tới nói với anh. Việc gì giúp được, sư huynh sẽ giúp hết sức. Trùng Tiêu rời đi sau khi nói vài lời khách sáo, Ngô Bình đích thân tiễn anh ta ra khỏi cửa. Sau khi Trùng Tiêu rời đi, Vân Thường nói, em cảm thấy Trùng Tiêu tới đây là có mục đích khác, nhưng anh ta không nói ra. Ngô Bình, anh là người mới, tu vi lại thấp, để ý tới làm gì chứ? Vân Thường, nếu như em đoán không sai, anh ta muốn thông qua anh để học tuyệt học của Liễu trưởng lão. Ngô Bình hỏi, em có biết loại tuyệt học đó là gì không? Vân Thường, em cũng không rõ lắm, nhưng trước kia có nghe nói, hình như là bí pháp nén chân khí, có thể tăng sức mạnh lên hơn một lần. Ngô Bình sau khi nghe xong thì cười nói, anh còn tưởng là tuyệt kỹ gì lợi hại lắm, hóa ra chỉ là nén chân khí. Nếu em muốn học, anh sẽ dạy em thứ tốt hơn nữa. Vân Thường kinh ngạc, anh cũng biết phương pháp nén chân khí sao? Ngô Bình nhìn cô ấy, hỏi, em không tin anh sao? Vân Thường trầm mặc vài giây, em tin anh, dù sao ở nơi đó anh là một cao thủ cấp vũ trụ. Cho dù đi tới đây thì anh cũng nhất định là một thiên tài hiếm có. Ngô Bình đáp, nếu em đã tin anh thì anh sẽ dạy em một cách để nén chân khí xuống còn 1/5 so với ban đầu. Đôi mắt đẹp của Vân Thường mở to, nén đến 1/5 so với ban đầu. Kinh mạch của em có chịu nổi không? Ngô Bình, thông thường, kinh mạch của một tu sĩ có thể chịu đựng được lượng chân khí gấp hơn 2 lần chân khí bình thường. Nhưng bí thuật mà anh dạy em thì khác. Sau khi chân khí bị nén lại, nó không những không gây áp lực lên kinh mạch mà còn đả thông kinh lạc, nâng cao thể lực. Vân Thường vội vàng hỏi, bí thuật của anh gọi là gì? Ngô Bình, thuật ngũ hành hóa khí. Trên thực tế, cái tên này là do anh vừa tự đặt, phương pháp này cũng là vừa mới nghĩ ra. Anh từng tu luyện công pháp ở các thế giới khác nhau nên chút thủ thuật này đương nhiên là biết. Hơn nữa, mặc dù đây là vũ trụ đạo cảnh, nhưng về nghiên cứu lý thuyết tu luyện, Ngô Bình có thể tự tin nói rằng anh không kém bất kỳ bậc cao thủ nào trong vũ trụ này. Ngay sau đó, Ngô Bình trở lại phòng luyện công và dạy cho Vân Thường thuật ngũ hành hóa khí. Vân Thường lập tức bắt đầu tu luyện, cô ấy vừa thử một lần là biết bí pháp này có thể luyện được, hơn nữa rất cao cấp. Cô thốt lên, phương pháp này do anh tự nghĩ ra à? Ngô Bình cười nói, tự sáng tạo hay không không quan trọng, chỉ cần có ích là được. Đi thôi, cùng ta đi nhận nhiệm vụ trước đã. Được, Vân Thường trong mắt thoáng hiện một tia sáng. Sau khi ra khỏi nhà hơn 1000 bước, họ đi đến một quảng trường rất lớn. Trên quảng trường có rất nhiều bảng thông báo, các nhiệm vụ khác nhau được ghim trên những bảng thông báo đó. Vân Thường nói, sư huynh, nơi này nhiệm vụ thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 12. Người có tu vi như anh bình thường chỉ có thể nhận nhiệm vụ dưới cấp 6. Ngô Bình bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ 5 cấp đầu trên các danh sách nhiệm vụ. Ngay sau đó, anh đã tìm thấy nhiệm vụ cấp 5 với phần thưởng là 5000 tiền huyền minh. Nội dung nhiệm vụ là tiến vào rừng xương độc và tìm kiếm linh dược quả ngọc trân. Sau đó còn có phần giới thiệu về quả ngọc trân. Đây là một loại đan dược cấp 5, có giá trị dược liệu cao. Ngô Bình không biết nhiều về nơi này, vì vậy anh hỏi, rừng xương độc ở đâu? Vân Thường, một khu rừng đầy xương độc, xương mù ở đó có tính ăn mòn, các tu sĩ luyện khí cần mua đan chống độc đặc biệt và quần áo chống độc để vào rừng, nhưng hai thứ này rất đắt tiền, người bình thường không thể mua được. Cho nên, mọi người đều không thích làm loại nhiệm vụ này, chi phí quá cao. Ngô Bình, mua hai thứ này hết bao nhiêu tiền? Vân Thường, huyền minh giáo cũng có bán, tổng cộng gần 4000 tiền huyền minh. Ngô Bình cười nói. 5000 tiền thưởng mà giá vốn phải bỏ ra đã hơn 4000, quả thực là không hấp dẫn. Vân Thường, vậy chúng ta đi xem nhiệm vụ khác. Nhưng Ngô Bình lại nói, không,
nhiệm vụ này rất phù hợp với anh. Em nhìn xem, nó là một nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Hơn nữa, chỉ cần thu thập một quả ngọc chân thì đã được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu anh thu thập 10 hoặc hàng chục quả một lúc thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Chắc chắn là mấy chục nghìn tiền huyền minh. Vân Thường nghe xong lời này thì vẻ mặt kỳ quái, nói, rừng lớn như vậy, tìm được một quả ngọc chân đã là hên lắm rồi, anh còn nghĩ sẽ tìm được nhiều như vậy sao? Ngô Bình cười nói, em không hiểu, ở vũ trụ trấn đán, anh là một đan sư vô cùng lợi hại. Chỉ cần ngửi được mùi của loại dược liệu này, quan sát môi trường sinh trưởng của nó là có thể nhanh chóng tìm được rất nhiều loại dược liệu đó. Sau những gì đã xảy ra trước đó, Vân Thường bây giờ rất tin tưởng Ngô Bình, cô ấy nói anh thực sự có thể tìm thấy hơn 10 quả ngọc chân. Ngô Bình, chắc là có thể. Nhưng ngay cả khi chỉ tìm thấy một quả, anh cũng có thể kiếm tiền vì anh không cần mua đan dược và quần áo chống độc. Vân Thường trợn tròn mắt, nếu không mua thì anh làm cách nào tiến vào rừng xương độc. Ngô Bình vỗ vỗ cánh tay, làn da của anh có thể ngăn cản xương độc. Vân Thường sửng sốt, làn da kháng xương độc, vừa nói cô ấy vừa đưa tay sờ sờ thì cảm nhận được làn da mịn màng tinh xảo của anh. Cô ấy không khỏi đỏ mặt, vội vàng rút tay về. Sau đó Ngô Bình đưa tay lật sang một danh sách nhiệm vụ tiếp theo và nói, Vân Thường, anh không biết vị trí của rừng xương độc, vì vậy em hãy đi cùng anh một chuyến. Vân Thường, rừng xương độc cách nơi này hơn 3.000 dặm, đi bộ thì quá chậm, chúng ta phải đi phi thuyền đến. Phi thuyền là phương tiện vận chuyển, mỗi lần có thể chở khoảng 10 người, tốc độ cực nhanh, một giờ có thể bay 1.000 dặm. Ngô Bình, đi phi thuyền thì hết bao nhiêu? Vân Thường, hai chúng ta cùng đi tới rừng xương độc cũng cần khoảng 500 tiền huyền minh. Ngô Bình cau mày, đắt quá. Vân Thường, không sao, dù thế nào cũng tốt hơn là đi bộ tới đó. Ngô Bình, được, vậy ta đi phi thuyền. Anh đi theo Vân Thường đến địa điểm đưa đón của phi thuyền. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phi thuyền ở thế giới này. Phi thuyền dài hơn 20 mét và rất hẹp, chỉ có thể chở một hàng người ngồi từ trước ra sau. Chiếc phi thuyền mà họ sắp lên có thể chở 10 người, cộng với tài xế là 11 người tất cả. Ngô Bình ngồi ở vị trí thứ 5 từ trước ra sau, Vân Thường ngồi ở phía sau anh. Một luồng không khí phun ra từ phía sau phi thuyền, sau đó nó đột ngột bay lên không trung. Phía trên đầu hành khách xuất hiện một tấm chắn không khí để ngăn cách không khí không lọt vào trong. Bay được một lúc, Ngô Bình cảm thấy tai mình buồn buồn, có luồng hơi ấm thổi tới, thì ra là Vân Thường đang thì thầm vào tai anh, sư huynh, dã thú trong rừng xương độc không dễ đối phó, để em đi vào với anh. Ngô Bình mỉm cười nói, em không chuẩn bị đan dược và quần áo bảo hộ mà. Vân Thường, có thể thuê nó gần khu rừng và giá chỉ bằng 1/5 giá mua. Ngô Bình, 1/5 cũng đắt, không cần thuê, anh đảm bảo em sẽ không sao. Vân Thường mỉm cười, hiện tại cô đã rất tin tưởng Ngô Bình. Chừng nửa giờ sau, phi thuyền dừng lại trước một khu rừng bao phủ trong sương mù. Quả thật phía trước rừng cây có một trấn nhỏ, trong trấn nhỏ khắp nơi đều có cửa hàng, người qua lại rất náo nhiệt. Vân Thường giải thích, rất nhiều môn phái sẽ phái đệ tử của họ đi làm nhiệm vụ trong rừng xương độc để tìm linh dược. Dần dần, nơi đây có nhiều người hơn và một số doanh nhân bắt đầu kinh doanh ở đây. Những thứ như quần áo có thể mua được ở đây. Hai người vừa xuống khỏi phi thuyền thì mấy người bán hàng đã chạy tới, hỏi, hai người cần đan dược phòng độc sao? Chất lượng quần áo chống độc của tôi được đảm bảo, còn có thể tái sử dụng và sẽ không bao giờ bị rò rỉ chất độc. Đan dược chống độc của nhà tôi có thể trả góp. Nhìn những thương nhân này, Ngô Bình xua tay và đưa Vân Thường đi vào trong khu rừng xương độc. Còn cách khu rừng mấy chục mét nhưng không khí đã tràn ngập một mùi lạ nhàn nhạt, đó là do khí độc tràn ra. Lúc này, Ngô Bình lấy ra hai chiếc lá, bảo Vân Thường nhét vào mũi rồi tiếp tục bước đi. Hai cái lá này tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, Vân Thường nhìn kỹ thì hình như là một loại cỏ dại mọc ở huyền minh giáo, không biết Ngô Bình hái lúc nào. Cuối cùng, cả hai tiến vào rừng xương mù độc, Ngô Bình vừa đi vừa quan sát. Đi tiếp hơn 100 mét, họ đã chính thức vào sâu trong rừng. Chỉ một lát sau, Ngô Bình lại tìm được mấy loại thảo dược. Trước tiên anh nếm thử, sau đó hái vài lá đưa cho Vân Thường, bảo cô nhai rồi nuốt xuống. Vân Thường nhai vài lần rồi nuốt vào trong bụng, chẳng mấy chốc,
Từng luồng sức mạnh kỳ lạ bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể cô, khiến chất độc trong xương độc không thể xâm nhập vào bên trong. Vân Thường rất kinh ngạc, hỏi cái này có thể chống lại xương độc. Ngô Bình cười nói, khí độc trong rừng xương độc này đang biến hóa, tiến vào các khu vực khác nhau đều phải mang theo các loại dược thảo khác nhau. Vân Thường nói, sư huynh hiểu biết nhiều như vậy về dược liệu, thật là khâm phục. Ngô Bình khẽ mỉm cười, bất luận là vũ trụ nào, dược tính đều giống nhau. Vân Thường, lúc trước anh tìm được thảo dược em cũng không để ý lắm, không nghĩ tới nó sẽ có tác dụng thần kỳ như vậy. Ngô Bình, mọi cây cối ở đây đều sinh trưởng trong môi trường có khí độc nên rất dễ phát huy dược tính chống lại độc tố. Đi được một lúc, Ngô Bình đột nhiên dừng lại, khịt mũi. Trong không khí thoang thoảng có mùi linh dược, chỉ có đan sư dày dặn kinh nghiệm như anh mới có thể nhận ra được. Anh nhắm mắt lại, đi mấy bước về bên trái rồi lại đi mấy bước về bên phải, cuối cùng đi thẳng về phía trước. Sau đó, anh nói với Vân Thường, đi về bên trái đi, ở đó có linh dược. Vân Thường trợn tròn mắt, mũi của anh mẫn cảm như vậy sao? Ngô Bình, trong quá trình luyện đan, mũi của anh không ngừng tiến hóa. Trên đời này chỉ sợ không có người nào có cái mũi nhạy hơn anh. Sau khi đi vài dặm về bên trái, Ngô Bình ngửi thấy mùi linh dược nồng hơn. Chẳng mấy chốc, anh tìm thấy một bông hoa nhỏ màu xanh nhạt trong một bụi cỏ dại, dưới bông hoa mọc 7 chiếc lá, trên lá có những phù văn nhấp nháy mờ mờ. Sau khi nhìn thấy loài hoa này, Vân Thường đột nhiên thốt lên, em hình như đã từng thấy qua loại dược liệu này ở đâu rồi, đây chính là... chấm. Qua mấy giây suy nghĩ, cô ấy đột nhiên reo lên, đây là thất diệp lam linh thảo. Là linh dược cấp 7. Quả ngọc chân bọn họ tìm kiếm chỉ là linh dược cấp 5, mà loài hoa này lại là linh dược cấp 7. Mỗi khi linh dược nâng lên một cấp, giá cả sẽ tăng lên vài lần, thậm chí là chục lần. Giá trị của linh dược cấp 7 này ít nhất có thể so sánh với 50 quả ngọc chân. Ngô Bình cười nói, anh ngửi dược tính của nó đã biết loại dược liệu này không tầm thường. Nó rất hữu ích cho những tu sĩ luyện khí, sau này còn có thể được sử dụng để luyện đan. Vân Thường gật đầu, không sai, thất diệp lam linh thảo đối với tu sĩ luyện khí có tác dụng cực tốt. Ngô Bình, không cần giao đan dược tự mình hái cho Huyền Minh giáo chứ? Vân Thường cười nói, đương nhiên không, cho dù tìm được quả ngọc chân thì chúng ta cũng có thể tự mình bán ra ngoài chứ không cần bán cho Huyền Minh giáo. Có điều, Huyền Minh giáo thường trả giá cao hơn bên ngoài. Ngô Bình, thất diệp lam linh thảo này có thể bán với giá bao nhiêu? Vân Thường, nếu ở bên ngoài thì ít nhất có thể bán 30.000 tiền Huyền Minh. Còn nếu bán cho Huyền Minh giáo thì sẽ được 40-50.000 tiền Huyền Minh. Ngô Bình, vậy còn đan dược luyện từ thất diệp lam linh thảo thì sao? Vân Thường, thất diệp lam linh thảo thường được dùng để luyện thất tinh linh đan. Loại đan dược này quý hơn nhiều so với nguyên linh đan. Một viên phải hàng trăm nghìn tiền Huyền Minh mới mua được. Ngô Bình đáp, đợi anh luyện khí xong rồi sẽ điều chế một số đan dược để đem bán. Vân Thường cười nói, nếu anh biết luyện đan thì cho dù là Huyền Minh giáo cũng sẽ trọng dụng anh. Ngô Bình, vũ trụ này rất hiếm đan sư sao? Vân Thường, cũng không phải là quá hiếm nhưng thân phận của đan sư rất cao quý, những thế lực bình thường sẽ không mời nổi. Ví dụ như trong Huyền Minh giáo, cao cấp nhất là một vị đan sư cấp 7. Nhưng cho dù là đan sư cấp 1 ở đây cũng được đãi ngộ rất tốt, địa vị cao hơn trưởng lão bình thường rất nhiều. Ngô Bình cẩn trọng lấy ra một cái bao rồi cho thất diệp lam linh thảo vào trong. Anh vừa thắt nút cái bao lại thì đột nhiên bên cạnh truyền tới tiếng bước chân. Một người ăn mặc như người hầu tay dắt một con chó có cái mũi rất to đi đầu. Đằng sau có một tu sĩ trẻ. Đằng sau tu sĩ trẻ này lại có 3 tùy tùng nữa. Ánh mắt của 5 người đó đều dừng lại ở cái bao trên tay Ngô Bình. Tu sĩ trẻ kia ánh mắt lạnh lẽo, hỏi, dược liệu ở đây bị anh hái rồi sao? Ngô Bình lạnh lùng đáp, dược liệu trong rừng đều vô chủ. Tôi có hái hay không thì liên quan gì đến anh? Thanh niên kia cười lạnh, danh con, linh khuyển của tôi đã qua huấn luyện, chuyên đi tìm linh dược. Tôi đã ở đây 3 ngày rồi, giờ mới tìm được linh dược. Mau ngoan ngoãn đem linh dược giao ra đây, nếu không tôi sẽ lấy mạng anh. Ngô Bình lạnh lùng, muốn uy hiếp tôi, nghĩ rằng đưa theo vài tên cẩu nô tài là muốn bắt nạt ai cũng được hay sao? Thanh niên kia thở dài, đáp cái miệng cũng lợi hại đấy. Chỉ tiếc là biết nói không thôi cũng chẳng tác dụng gì.
lên. Lập tức ba tùy tùng sau lưng hắn ta lao lên. Hai tên tay lăm lăm con dao găm, một tên cầm đoản đao. Bọn chúng nhắm vào những chỗ hiểm trên người Ngô Bình. Ngô Bình đã luyện ra, luyện gân, thể chất lại mạnh mẽ hơn người. Cộng thêm kinh nghiệm võ đạo thâm sâu, cho nên mấy món võ mèo của ba kẻ này chẳng là gì với anh. Anh nhanh chóng né sang một bên, giáng một quyền vào mạng sườn tên cầm đao. Rắc! Sau một âm thanh đanh gọn, tên tùy tùng chảy máu mũi và ngã xuống đất. Một chiếc xương sườn gãy xuyên qua phổi của hắn ta, vì bị chảy máu trong nên hắn nhanh chóng mất mạng. Sau khi đánh ngã một tên, anh né ra sau một kẻ khác và giáng một quyền vào sau đầu hắn. Kẻ này lập tức sùi bọt mép và chết ngay tại chỗ. Tên thứ ba kinh ngạc định rút lui, nhưng Ngô Bình đã bồi một cú đá vào thái dương khiến hắn chết ngay tại chỗ. Gã tu sĩ trẻ sửng sốt và hét lên, anh có biết tôi là ai không? Bịch! Một làn gió mạnh thổi tới, Ngô Bình còn không cho hắn cơ hội nhiều lời, anh giáng hai chưởng vào bụng và ngực gã tu sĩ. Rắc! Giống như một bao cát. Hắn ta bị đánh bay hơn 10 mét và dừng lại sau khi va vào một cái cây. Người tùy tùng dắt linh khuyển đi theo sợ hãi, lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin, đừng giết tôi. Ngô Bình nhìn linh khuyển hỏi, con chó này do anh nuôi. Người tùy tùng này dáng người không cao, nhìn có vẻ rất nhanh nhẹn, tu vi cũng không cao. Anh ta vội vàng nói, đúng vậy, tiểu nhân từ nhỏ đã nuôi chó, đây là chó của tôi. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, con chó ở lại, còn anh có thể đi. Người đàn ông buông dây xích, quay người bỏ chạy. Vân Thường nói, sư huynh, nếu như để người đó đi, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Ngô Bình, có thể có phiền phức gì được chứ? Thế giới lớn như vậy, anh ta rất khó biết danh tính của chúng ta. Vừa nói, anh vừa đến bên cạnh tu sĩ đã chết, cú đánh của anh đã khiến hắn ta dập nát nội tạng. Anh tìm thấy một chiếc nhẫn trên người hắn, đó là một chiếc nhẫn chứa đồ. Vân Thường hai mắt sáng lên, là pháp bảo chứa đồ. Ngô Bình đưa nó cho Vân Thường và nói, em giữ nó và giúp anh mang dược liệu nhé. Vân Thường sửng sốt, sư huynh, pháp khí này rất trân quý, bình thường chỉ có tu sĩ luyện khí cấp 7 trở lên mới có. Ngô Bình, anh không cho không, em phải cất đồ giúp anh mà. Vân Thường cười nói, không sao. Từ nay về sau em sẽ làm quản gia của anh. Ngô Bình bảo Vân Thường lấy tất cả những vật có giá trị trên người mấy kẻ kia. Trong đó có một chiếc nhẫn chữ đồ và bốn loại linh dược, một linh dược cấp 4, hai linh dược cấp 5, một linh dược cấp 6. Có thể thấy linh khuyển này rất có hiệu quả, nếu không bọn họ sẽ không có thu hoạch lớn như vậy. Ngoài linh dược, bên trong còn có một số đồ dùng hàng ngày. Ngô Bình cầm lấy dây xích của linh khuyển. Linh khuyển rất thông minh, nãy giờ nó chỉ im lặng ngồi sang một bên. Nó từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, nhiệm vụ của nó là tìm kiếm linh dược, ngoài ra nó không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Toàn thân con linh khuyển này màu đen tuyền, trừ một chút trắng ở mũi và một chút trắng ở chòm tai. Ngô Bình xoa đầu nó nói, từ nay về sau đi theo tao, giúp tao tìm linh dược nhé. Cả hai tiếp tục tìm kiếm linh dược, có sự giúp đỡ của linh khuyển. Việc tìm kiếm linh dược của Ngô Bình trở nên dễ dàng hơn. Linh khuyển từ nhỏ đã được cho ngửi các loại linh dược khiến năng lực nhận biết linh dược càng mạnh. Nó có thể đứng cách xa trăm dặm mà vẫn ngửi được mùi linh dược. Tuy nhiên, linh khuyển cũng có một khuyết điểm rất rõ ràng, đó chính là nó không thể nào phán đoán linh dược nào quý giá hơn. Có khi nó lại tìm đến dược liệu thông thường mà bỏ qua linh dược quý. Bây giờ dưới sự hướng dẫn của Ngô Bình, linh khuyển chỉ ra vị trí của linh dược từ xa. Sau đó Ngô Bình sẽ tự đánh giá xem dược liệu nào quý hơn. Bằng cách này, chưa tới một giờ, linh khuyển đã hỗ trợ Ngô Bình tìm được 7 loại linh dược cấp 2, 4 loại linh dược cấp 5 và 1 loại linh dược cấp 6. Họ càng đi, xương độc trước mặt càng biến hóa. Ngô Bình lại tìm dược liệu, hái lá đưa cho Vân Thường nhai. Anh cho cả linh khuyển nhai lá cây vì thuốc phòng độc nó uống đã trở nên kém hiệu quả. Tiến vào khu vực xương độc mới, linh khuyển đột nhiên hưng phấn, dùng hai chân cào đất, giằng dây xích chật vật chạy về phía trước. Ngô Bình đi theo một hồi, đột nhiên ghìm linh khuyển lại. Anh khịt mũi, nheo mắt nói, tam bạch, mày chỉ ngửi được mùi linh dược, nhưng lại không để ý tới mùi nguy hiểm. Tam bạch là tên anh đặt cho linh khuyển dường như cũng chấp nhận cách gọi của Ngô Bình.
Phân thường, Ngô Bình, ở đây có mùi nguy hiểm sao? Ngô Bình, loại dược liệu này mùi rất nồng, hẳn là linh dược cao cấp. Nhưng pha trong mùi thuốc lại có một chút mùi tanh, nếu như anh đoán không lầm, hẳn là có sinh vật hung dữ nào đó đang canh giữ linh dược. Chúng ta chỉ cần tới đó, nó lập tức sẽ ăn thịt chúng ta. Vân Thường sửng sốt, vậy làm sao bây giờ? Không đi nữa sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.